thưa các anh chị, thì trong cái buổi chiều hôm nay còn lại khoảng 1 giờ đồng hồ thì tôi xin cố gắng chia sẻ các anh chị về cái cập nhật các cái phương pháp điều trị bệnh BASDO theo ATA, AACE năm 2016 và vừa mới cập nhật rất là mới cho các anh chị. Thì trong cái phần trình bày hôm nay thì các anh chị sau khi nghe xong cái phần này thì cái mục đích chỉ cần là các anh chị chẩn đoán được bệnh BASDO, rồi biết được các phương pháp điều trị BASDO và BASDO ở phụ nữ có thai, các anh chị biết được cách sử dụng thuốc kháng giáp tổng hợp, các tác dụng phụ của thuốc và các xét nghiệm theo dõi khi nào thì ngưng thuốc kháng giáp tổng hợp, và các anh chị biết được các chỉ định của phẫu thuật và y gió động dị phóng xạ gọi tắt là RAI, và cuối cùng là biết được các biến chứng sau khi phẫu thuật và điều trị bằng y gió động dị phóng xạ. Thì cái chuyên đề là bệnh cường giáp, nhưng cường giáp là một hội chứng thôi, thành ra tôi sẽ tập trung nói chính về bệnh BASDO, mà cái là một cái loại bệnh tự miễn mà các anh chị rất hay gặp. Về nguyên nhân của cường giáp là thường gặp nhất là BASDO chiếm khoảng 80-85% các trường hợp cường giáp, u độc tuyến giáp hay bú giáp đại nhân cường giáp hóa, hay là viêm giáp được cơ va, viêm giáp Hashimoto, hay là cường giáp do nhiễm các thuốc có giáp, hoặc là cường giáp do thai trứng, hay cường giáp do hội chứng cận ung thư, hoặc là do u tuyến yên tăng tiết tế sắc, hay là carcinoma tuyến giáp và u quái buồng trứng. Thì có rất nhiều nguyên nhân cường giáp. Khi các anh chị chẩn đoán một cái tình trạng cường giáp trên lâm sàng, các anh chị sẽ xem nguyên nhân gì, và mỗi cái loại cường giáp đó các anh chị có cái hướng điều trị khác nhau. Và xin phép nói với các anh chị về chuyên đề BASDO. Đây là một cái bệnh tự miễn rất là thường gặp ở nữ, ở cái độ tuổi từ 20-50. Nữ thì thường gặp hơn là nam giới từ gấp 5-10 lần, và chiếm 80% các trường hợp cường giáp. Nếu mà bệnh BASDO không điều trị thì có thể tự khỏi khoảng 30%. Về sinh bệnh học thì do cơ thể sản xuất ra nhiều kháng thể như TSI, TGI, thường gặp nhất là kháng thể kháng RAP TRB, chiếm 75-95% trường hợp. Như vậy có nghĩa là có những trường hợp BASDO các anh chị thử TRB âm tính, các anh chị không loại trừ được BASDO. Và cái kháng thể này nó sẽ tác động lên những cái thụ thể tế sắc nằm trên màng tế bào tuyến giáp, và nó sẽ kích thích tế bào tuyến giáp gia tăng hoạt động và sản xuất ra rất nhiều hormone giáp, dẫn đến những cái tổn thương ở mô và các cái cơ quan. Thì tuyến giáp sẽ hoạt động với sự điều khiển của vùng hạ đồi tuyến yên, nó chịu cơ chế feedback của vùng hạ đồi tuyến yên. Thì các anh chị biết là hormone tuyến giáp sẽ được tuyến giáp sản xuất ra và dự trữ tại tuyến giáp, như là T4, T3, chủ yếu là T4. T3 chỉ được tuyến giáp sản xuất ra chiếm 1/3 thôi, còn lại 2/3 là do T4 chuyển thành. Và khi mà T3, T4 tăng cao quá mức, theo cơ chế feedback nó sẽ dùng dưới đồi tuyến yên sẽ ức chế sự tiết tế sắc. Vì khi tế sắc tăng lên sẽ kích thích tuyến giáp gia tăng hoạt động, và T3, T4 tăng sẽ vùng dưới đồi tuyến yên sẽ ức chế sự tiết tế sắc, do đó tế sắc giảm xuống. Các anh chị thấy trong tình trạng cường giáp, các anh chị sẽ có T3, T4 tăng cao mà tế sắc rất thấp. Và ngược lại, trong trường hợp tuyến giáp giảm sản xuất T4, T3 thấp, thì theo cơ chế feedback sẽ kích thích tuyến yên tăng tiết tế sắc. Trong trường hợp suy giáp, các anh chị sẽ có tế sắc tăng, T3, T4 giảm. Tuy nhiên có những trường hợp, thí dụ như adenom tuyến yên tăng tiết tế sắc, thì các anh chị sẽ thấy khi đó tuyến giáp gia tăng, tuyến yên, adenom tuyến yên tiết tăng tiết tế sắc, khi đó các anh chị thấy tế sắc tăng rất cao. Khi tế sắc tăng rất cao sẽ kích thích tuyến giáp tăng tiết T3, T4, các anh chị thấy trường hợp đó cường giáp mà T3, T4 tăng, cá tế sắc cũng tăng luôn. Và cái trường hợp này nó chiếm chỉ có 1% trên thực hành lâm sàng, các anh chị sẽ lưu ý những trường hợp này ha. Và khi T3, T4 tăng, tế sắc giảm, gây ra một tình trạng cường giáp, và nó sẽ đưa đến những cái tổn thương ở mô cũng như là những cái cơ quan đích. Như vậy về chẩn đoán, các anh chị trên lâm sàng sẽ có hội chứng cường giáp. Đây là các bác sĩ đa khoa hết, cho nên tôi không có nói nhiều về triệu chứng. Thì các anh lặp lại một chút ngắn, như là ví dụ các cái triệu chứng cường giáp như là hồi hộp, rung tay, nhịp tim nhanh, tiêu chảy, gầy sút, vân vân. Tuy nhiên có những trường hợp các anh chị sẽ không thấy hết những cái triệu chứng đó đâu. Nhất là những người lớn tuổi, các anh chị sẽ thấy là bệnh nhân hồi hộp có rung nhĩ. Thì các anh chị lưu ý những trường hợp đó, các anh chị nên thử hormone giáp. Mà rất thường gặp ở các chuyên ngành tim mạch, bệnh nhân nhập viện vì mệt và
đo Sire có rung nhĩ trên lâm sàng, các anh chị nghe tim không đều, thì những trường hợp đó các anh chị nên thử chức năng tuyến giáp. Và nếu như mà các anh chị sẽ không tìm thấy những chuyện như là rung tay hay tiêu chảy hay là sụt ký, các anh chị sẽ khó thấy những chuyện đó. Thì các anh chị lưu ý, đặc biệt những trường hợp mà bên chuyên khoa tim mạch cho bệnh nhân uống cortisone thì có rung nhĩ, các anh chị nên tầm soát, thì các anh chị sẽ thấy cái tỷ lệ đó khá nhiều. Và trên lâm sàng các anh chị sẽ thấy một cái tình trạng bú giáp to lan tỏa, ít khi là có nhân giáp nó lan tỏa. Và các anh chị đặt cái ống nghe trên cái thùy trên của tuyến giáp, các anh chị sẽ nghe âm thổi và sờ có rung miêu. Đó là cái biểu hiện rất là rõ. Ngoài ra những cái biểu hiện ở mắt cái khác thì không đặc hiệu, nhưng lồi mắt là đặc hiệu, chiếm đến 50%. Lồi mắt có thể là một bên hoặc là hai bên. Và phù niêm trước xương dày thì cái tình trạng này là hiếm thôi. Nhưng mà nếu như bệnh nhân có hội chứng cường giáp, bú giáp to, lan tỏa, bú giáp mạch mà lồi mắt nữa thì hết 95% là BASDO. Nếu mà bệnh nhân có thêm phù niêm trước xương dày nữa thì gần như là 99% là BASDO. Thì cái tình trạng phù niêm trước xương chày, lát nó có cái hình cho các anh chị thấy. Trong cái cuộc đời tôi làm thì tôi thấy duy nhất có một trường hợp phù niêm trước xương chày ở khoa, ở bệnh viện nhân gia đình. Thì một lát nó mô tả các anh chị. Về cận lâm sàng các anh chị sẽ thử ha. Bây giờ mình có cái test sắt siêu nhạy cho nên rất là dễ cho tiền cho các anh chị. Chẩn đoán tương đối đơn giản, các anh chị cho thử test sắt giảm ST4 tăng, T3 tăng, TRE tăng, chiếm 75-95% trường hợp. Và khi cho siêu âm tuyến giáp, các anh chị sẽ thấy là bú giáp to, lan tỏa, không nhân và có hình ảnh tăng sinh mạch máu rất nhiều. Và độ tập trung iốt có gốc thoát. Tuy nhiên trên lâm sàng các anh chị có một cái hội chứng cường giáp, và cận lâm sàng các anh chị thử tê sắt FP4, TRB là các anh chị có thể đủ rồi, và kèm thêm một cái siêu âm tuyến giáp nữa. Những trường hợp mà khó cần phân biệt với lại viêm giáp, các anh chị hãy đo độ tập trung iốt. Đây là cái guideline của Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ và Hiệp hội các nhà nội tiết lâm sàng, đó là ATA và ACE năm 2016 mới cập nhật. Các anh chị thấy người ta thử T3 tăng. Nhưng trong thực hành lâm sàng tôi cũng rất thích là thử ETSH, ST4, ST3. Trong cái khuyến cáo của một số cái hiệp hội khác á, người ta vẫn đề cập đến ST3. Bởi vì cái ST3 này á, là một cái nói là cái tình trạng hormone giáp tự do lưu hành trong máu, và chính cái hormone giáp tự do này nó gây ra các cái triệu chứng. Thí dụ như ở tuyến giáp thì cái hormone giáp chủ yếu là T4, nó nói lên tình trạng hoạt động của tuyến giáp, còn T3 nói lên tình trạng chuyển hóa ngoại biên, thí dụ như mệt, hồi hộp, rung tay, vân vân. Thì các anh chị xin lỗi. Thì cái T3 này á thì tùy các anh chị thử. Trong cái guideline mới tôi cập nhật thì tôi ghi nhận như vậy. Nhưng mà trên lâm sàng á, thì các một số labo người ta vẫn thích thử cái FT3 hơn. Lý do thử T3 thì một số tài liệu ghi nhận là vì cái độ biên độ nó dao động rộng hơn, ở T3 rộng hơn T4. T3 chiếm khoảng 0,5%, T3 tự do, FT3 chiếm 0,5%, còn T4 chiếm 0,03%. Thì cái này tôi cũng ghi nhận, và tôi sẽ trong cái lần báo cáo tới cập nhật cái chuyên đề suy giáp năm 2016, tôi sẽ trả lời các anh chị thêm cái phần này để các anh chị sẽ có những cái đồng thuận chung. Khi mà TSH giảm mà FT4 bình thường, các anh chị bắt buộc phải thử FT3 hoặc là T3. Bởi vì trong những trường hợp đó có khả năng là cường giáp do T3, và T3 tăng rất sớm trong bệnh BASDO. Khi mà FT4 bình thường có thể T3 đã tăng rồi và người ta phát hiện nó rất sớm. Do đó thì các anh chị trên lâm sàng các anh chị thử TSH FT4, T3 hoặc là FT3. Tuy nhiên các những trường hợp khó các anh chị thử thêm TRB. Đây là cái hình ảnh mà một cái BASDO điển hình có lồi mắt, có teo cơ chu quai. Đây là tình trạng mà lồi mắt và có cái hở khe mi. Và đây là hình ảnh phù niêm trước xương chày. Đó là một cái vùng mà các anh chị thường thường gặp, cái vùng mặt trước cẳng chân, cái xương chày ấy. Có thể nó lan đến mu chân nhưng mà không bao giờ vượt quá đầu gối. Và cái vùng này ấy, những cái lỗ chân lông nó giãn ra. Và có thể các anh chị sẽ thấy là nó có những cái nhiều cái sợi lông chân ở đây và nó có hình màu da cam. Và cái này rất là hiếm gặp. Nếu mà có hội chứng cường giáp và bú giáp to lan tỏ, rồi có lồi mắt và cái phù niêm trước xương chày, gần như 99% là BASDO. Thì theo khuyến cáo của hiệp hội của ATA, nó tắt đi hết anh chị ha,
ATA là Hiệp hội Tiếng Giáp Hoa Kỳ, AACE là Hiệp hội Các Nhà Nội Tiết Lâm Sàng Mỹ. Năm 2016 thì cho tới nay về điều trị BASDO vẫn tồn tại 3 phương pháp, đó là y gió đồng diệu phóng xạ, tắt là RAI, điều trị nội khoa, sử dụng kháng giáp tổng hợp và phẫu thuật. Về chỉ định điều trị thì nói chung là không có một cái biện pháp nào gọi là tối ưu. Ở Hoa Kỳ thì người ta rất thích sử dụng y gió đồng diệu phóng xạ, riêng thuốc kháng giáp tổng hợp và phẫu thuật thì rất thích được sử dụng ở các nước châu Âu và châu Á giống như Việt Nam. Và do đó tùy theo cái tình cảnh bệnh cảnh lâm sàng, cường giáp nặng hay nhẹ, tuổi tác già yếu trẻ hay tình trạng kinh tế, kích thước bú hay là thể trạng của bệnh nhân, sự tuân thủ dùng thuốc hay là cái dung nạp thuốc mà chúng ta có những lựa chọn. Tuy nhiên ở Việt Nam thì đa số vẫn thích là dùng điều trị nội khoa bằng iốt, bằng kháng giáp tổng hợp. Dù các anh chị có lựa chọn phương pháp thứ hai là phẫu thuật hay là iốt đồng diệu phóng xạ, các anh chị vẫn thuốc đầu tay vẫn là kháng giáp tổng hợp để bình giáp xong mới chuyển qua hai cái phương pháp điều trị kia. Về thuốc kháng giáp tổng hợp, đây là loại thuốc chủ lực được biết đến năm 1940 và theo khuyến cáo số 13 của ATA 2016 thì lựa chọn hàng đầu vẫn là MMI, đó là tirozol. Chúng ta có hai cái loại kháng giáp tổng hợp mà trong các cái bệnh viện, đó là tirozol MMI đó hoặc là BTU, có hai cái thuốc đó thì khuyến cáo lựa chọn đầu tay để điều trị bệnh BASDO là MMI. Những cái thuốc khác chỉ có vai trò hỗ trợ và thời gian điều trị là 12 đến 18 tháng. Thì ngoài cái thuốc kháng giáp tổng hợp là chủ lực thì các anh chị còn sử dụng thêm Lugol ức chế beta để làm giảm bớt triệu chứng cường giáp, hay là sử dụng corticoid trong những trường hợp cường giáp nặng hay là trong cơn bão giáp hoặc là chuẩn bị phẫu thuật. Và các anh chị nhớ bù đa sinh tố cho bệnh nhân vì có tình trạng tăng chuyển hóa, bệnh nhân có sụt cân, có teo cơ, và bắt buộc bệnh nhân phải ngừng hút thuốc lá tại vì thuốc lá sẽ làm nặng lên bệnh mắt. Và các anh chị cân nhắc không nên cho aspirin trong những trường hợp cường giáp nặng, thí dụ như là bệnh nhân có, lúc đó các anh chị sẽ cân nhắc là cho lợi nhiều hay là ít. Ví dụ những trường hợp mà bệnh nhân có cường giáp rồi có rung nhĩ, các anh chị cho thêm aspirin, vì khi cho aspirin đó nó sẽ tranh chấp với các cái protein và nó sẽ phóng thích ra hormone giáp tự do làm nặng lên tới tình trạng cường giáp. Nói một chút về Lugol thì không phải là lúc nào chúng ta muốn cho Lugol thì cho trong những trường hợp cường giáp, thì nó ở cái liều cao nó sẽ ức chế sự tổng hợp hormone giáp. Thì các anh chị nhớ là khi mà cho Lugol, các anh chị phải cho sau khi cho thuốc kháng giáp tổng hợp 1 đến 2 giờ, nếu không nó xảy ra hiện tượng là one chai cớp gây ra cái cơn cường giáp nặng, và nó sẽ ức chế sự phóng thích hormone vào máu và làm giảm được tưới máu, hạn chế tình trạng chảy máu khi mổ, trong lúc mổ. Mà thuốc này chỉ có tác dụng ngắn thôi, các anh chị sử dụng vào ngày 10 đến ngày thứ 15 và hết tác dụng sau 24 tuần. Thường trung bình tôi xài khoảng 10 đến 15 ngày và sau đó ngưng. Sau đó các anh chị phát động lại một cái đợt điều trị mới. Thì cái liều tối ưu trên lâm sàng các anh chị ghi ra, các anh chị thực tế dễ dùng là Lugol 1%, các anh chị có thể xài 20 đến 60 giọt, và thực tế dùng các anh chị sử dụng 20 giọt hoặc là 40 giọt nhân 2 lần một ngày, uống cùng với sữa hoặc thức ăn để dễ hấp thu. Về chỉ định thì các anh chị cần trong những trường hợp mà hạ nhanh nồng độ hormone giáp, thí dụ như là những trường hợp bên ngoại mời các anh chị đi hội chẩn để chuẩn bị làm thủ thuật, các anh chị cho Lugol để làm hạ nhanh nồng độ hormone giáp xuống và làm giảm tình trạng chảy máu trong lúc mổ, hoặc trong những cơn cường giáp nặng, cơn bão giáp, những trường hợp bệnh nhân nhập vào khoa nội trú mà bệnh nhân có tình trạng cường giáp nặng, nhiều biến chứng, các anh chị có thể sử dụng Lugol phối hợp với kháng giáp tổng hợp. Hoặc những trường hợp mà các anh chị nghi ngờ đó, những cái sợ những tác dụng phụ của kháng giáp tổng hợp, các anh chị có thể sử dụng Lugol cộng với kháng giáp tổng hợp liều hơi thấp hơn một chút để làm giảm bớt cái tác dụng phụ, hoặc là chuẩn bị phẫu thuật tuyến giáp, hay là những trường hợp có bệnh lý ở gan, ở tim nặng. Tác dụng phụ thì có thể là nổi rash hoặc là gây bú giáp thai nhi ở phụ nữ có thai. Về thuốc ức chế beta thì thuốc có tác dụng làm ức chế sự chuyển T4 thành T3 ở liều cao và làm giảm những triệu chứng ở cường giáp, ví dụ như hồi hộp rung tay hay là hồi hộp rung tay ha. Rồi thuốc chỉ có tác dụng ở ngoại vi thôi. Các chị chỉ giảm được những triệu chứng mệt, hồi hộp, rung tay gì đó, và thuốc phải phối hợp với kháng giáp tổng hợp, tác dụng nhanh ngắn. Thì không có thuốc nào mà
ưu thế bằng cái nhóm bằng loại thuốc propranolol hết. Thì cái liều trung bình các anh chị có thể sử dụng 10-40 mg 3-4 lần một ngày, nhưng mà thực tế khi các anh chị sử dụng cái thuốc này, các anh chị phải loại trừ những trường hợp chống chỉ định của thuốc ức chế beta, hay trong những trường hợp suy tim hay là loét dạ dày tá tràng, các anh chị cho sẽ là không có hay lắm, và có những trường hợp các anh chị sẽ dẫn đến phù phổi. Thì thường thường tôi xài cũng liều thấp thôi, 1/4 nhân 2 lần hoặc nhân 3 lần để làm giảm bớt những cái triệu chứng về ngoại biên. Về thuốc kháng giáp tổng hợp thì các anh chị, đây là cái chỉ định lựa chọn đầu tiên cho phụ nữ mà dưới 50 trẻ ha, ở châu Âu châu Á rất là thích sử dụng, và các anh chị ưu tiên lựa chọn trong những trường hợp cường giáp nhẹ thôi, mà bú giáp nhỏ, kháng thể kháng giáp thấp thì cái tỷ lệ khỏi bệnh sẽ rất là cao. Còn những người lớn tuổi, kỳ vọng sống ngắn, bệnh nhân không thể phẫu thuật, hay là giáp đồng nhiễm phóng xạ, hay là ung thư giai đoạn cuối, hoặc là bệnh nhân này có chỉ định phẫu thuật mà chưa có sẵn phẫu thuật viên tay nghề cao, thì các anh chị nên lựa chọn kháng giáp tổng hợp, và thuốc ưu tiên vẫn là MMI. Còn ở trẻ em theo khuyến cáo của FDA thì không sử dụng BTU, chỉ sử dụng MMI thôi, và chỉ khi nào trong những trường hợp không thể sử dụng được cái gì nữa thì mới sử dụng BTU ở trẻ em, bởi vì độc tính ở gan rất là cao. Về thuốc kháng giáp thì thường triệu chứng sẽ cải thiện sau 2-3 tuần, 60-70% về bình giáp, nhưng mà tái phát khá cao, khoảng 30-60% trường hợp. Đây là cảnh báo của FDA cập nhật năm 2010, thì có 32 ca, 22 người lớn và 10 trẻ em bị tổn thương gan nặng, phải dẫn đến suy gan, phải ghép gan và tử vong. Và đây là một cái nghiên cứu của Ritsky năm 1998, thì tổng kết có 36 ca có biến chứng nặng do BTU, trong đó 2 ca tử vong đã được báo cáo ở Mỹ. Và vì lý do đó, FDA cảnh báo về những tổn thương gan khi sử dụng BTU. Và nếu không còn thuốc gì để lựa chọn nữa, các anh chị sử dụng BTU, các anh chị phải theo dõi thật là chặt về các cái chức năng gan. Đây là hai cái nhóm thuốc này có giới thiệu các anh chị. MMI thì có thể trong tay các anh chị có tirozol nè, hoặc là carbamazone, đó là neomecazone hàng của Pháp các anh chị. Trong bệnh viện mình có tirozol, hoặc là có hàng những cái hàng generic khác như là Ornandis, hay là những cái loại thuốc hàng generic đó. Thì thuốc có tác dụng ức chế tổng hợp hormone giáp, và cái tác dụng phụ thường gặp là giảm bạch cầu hạt, với lại vàng da tắc mật, ít độc tích trên gan hơn so với BTU. Còn ở phụ nữ có thai thì trong 3 tháng đầu thai kỳ các anh chị sử dụng BTU, sau 3 tháng đó các anh chị chuyển sang MMI. Các anh chị nhớ ha, trong 3 tháng đầu thai kỳ các anh chị sử dụng BTU thôi, và sau 3 tháng đó các anh chị chuyển sang MMI. Vì lý do trong 3 tháng đầu các anh chị sử dụng MMI sẽ dẫn đến teo thực quản cho trẻ. Và các anh chị biết là 10mg carbamazone sẽ chuyển hóa thành 6mg MMI. Do đó nếu mà các anh chị sử dụng carbamazone á, thì các anh chị xài cái liều có thể là lên đến 30mg một ngày, tức là 6 viên. Còn nếu các anh chị sử dụng tirozol á, các anh chị sử dụng chỉ có khoảng 4 viên thôi, tức là 20mg. Thuốc có tác dụng kéo dài, các anh chị có thể sử dụng một lần duy nhất. Đây là cái lý do vì sao các anh chị sử dụng liều thấp hơn nếu so với carbamazone. Về thuốc BTU thì cũng vậy, ức chế sự tổng hợp hormone giáp và ức chế sự chuyển T4 thành T3, mà thuốc MMI này không có tác dụng này, và được lựa chọn trong 3 tháng đầu của thai kỳ, đặc tính nhiều trên gan, được sử dụng trong trường hợp cường giáp nặng, cơn bão giáp. Đây là một cái loại thuốc mà tác dụng phụ thuộc không phụ thuộc liều. Các vị xài ở liều nào cũng có thể có những tác dụng phụ. Còn riêng MMI này không phụ thuộc liều, cho nên những trường hợp mà bệnh nhân có những tác dụng phụ ở liều cao, các anh chị có thể giảm liều thấp xuống và theo dõi. Đây là cái liều bắt đầu các anh chị sử dụng ha, có thể sử dụng một lần một ngày. Tuy nhiên trong những trường hợp nặng thì ATA cũng có khuyến cáo các anh chị thể xài có thể 20mg một ngày, có thể chia hai cử. Chia hai cử sáng 2 viên, chiều 2 viên thì nó sẽ làm giảm được cái tình trạng cường giáp nặng đi. Đó là cái khuyến cáo của ATA, cũng giới thiệu các anh chị. Liều ban đầu có thể 10-20mg một ngày tùy theo cái tình trạng cường giáp nặng hay nhẹ. Nếu nặng các anh chị sử dụng 20 thôi. Và khi bình giáp các anh chị giảm liều xuống còn 5-10mg một ngày. Và thời gian điều trị các anh chị nhắc lại là 12-18 tháng. Thường tôi sử dụng 2 năm luôn. Và trước khi ngưng thuốc, lát nữa tôi hướng dẫn anh chị là trước khi ngưng thuốc các anh chị làm gì để tránh tình trạng tái phát trở lại. Như vậy, cái liều 20mg một ngày thường sử dụng cho Basdo trên thực tế lâm sàng ở Việt Nam. Các cái liều mà trong sách vở khuyến cáo các anh chị 30-40mg, các anh chị thận trọng. Ở bệnh viện Nhân Định gặp rất nhiều trường hợp giảm mạch cầu hạt ở liều 30mg một ngày, và
có những trường hợp đã tử vong vì đến quá trễ. Đối với PTU thì thời gian tác động ngắn hơn, dùng 2-3 lần một ngày. Liều ban đầu 50-150 mg 3 một lần ngày, thì trung bình tụi tôi xài cái liều này á, ở những trường hợp giai đoạn tấn công á, tụi tôi xài là 6 viên một ngày, tức là 300 mg, sau đó tụi tôi giảm liều dần. Thì tấn công ví dụ ở trường hợp này chúng ta sử dụng khoảng 4 tuần, ở trường hợp này phải 6-8 tuần, thành ra các anh chị thấy cái thời gian tấn công dài như thế rất nguy cơ dẫn đến các tác dụng phụ. À, khi bình giáp các anh chị giảm liều xuống còn 50-100 mg một ngày và nhân 2-3 lần một ngày. Những trường hợp mà gần đến giảm liều thuốc, các anh chị giảm còn 50 mg một ngày, tức là khoảng 1 viên, trên này cũng vậy. Và các anh chị nên nhớ là liều khác nhau ở mỗi cá thể và dựa trên đáp ứng của cái mức độ nặng của bệnh. Đây là cái slide một lần nữa cho các anh chị thấy tirozone, tức là MMI đó, tirozone đó, thời gian đáp ứng thì nhanh, còn BTU thì chậm hơn. Thời gian bán hủy thì dài hơn 4-6 giờ, đây là có 90 phút, và liều từ 10-20 mg khi bắt đầu. Liều này thì khoảng 50-150 3 lần một ngày. Về độc tính các anh chị nhớ đây là hiếm, vàng da ứ mật và giảm mạch cầu hạp, còn bên đây là hoại tử tế bào gan nặng hơn, và viêm mạch máu, giảm mạch cầu hạp cũng có. Thuốc này có liên quan đến liều dùng và thuốc này không liên quan liều. Và tôi đã gặp những trường hợp PTU tôi sử dụng 2 viên một ngày mà độc trên gan rất nặng, bệnh nhân vàng da vàng mắt hết. Về tuân thủ điều trị thì thuốc này điều trị tuân thủ tốt hơn vì là có thể sử dụng một lần, còn lại uống nhiều lần trong ngày nên kém tuân thủ. Vậy nếu như các anh chị mà có dự định chuyển sang điều trị bằng iốt đồng nhiệt phóng xạ thì các anh chị lưu ý không dùng BTU, bởi vì nó sẽ làm giảm hiệu quả đồng vị phóng xạ. Các anh chị sẽ chuẩn bị sửa soạn bằng MMI trước, sau đó khi bình giáp các anh chị chuyển sang làm iốt đồng vị phóng xạ. Các đồng nghiệp ở khoa y học hạt nhân của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như các cái bệnh viện như Ung Bướu rất là sợ những cái trường hợp mà các anh chị chuyển bệnh nhân đến làm iốt đồng vị phóng xạ mà trước đó sử dụng BTU. Các anh chị lưu ý phần này ha. Đây là một cái slide để cho thấy là một lần nữa nhấn mạnh tiamazone và tirozone MMI đó, thì cái thời gian cần để bình giáp nó ngắn hơn, cái thời gian cần để bình giáp ngắn hơn khoảng chừng 5.8 tuần, so với BTU nó khoảng tới 16 tuần, các anh chị thấy khoảng 16 tuần. Về theo dõi, đây là cái vấn đề quan trọng. Trước khi các anh chị đặt bút kê toa kháng giáp tổng hợp, các anh chị nên thử công thức máu nè để đếm bạch cầu xem có giảm bạch cầu do cường giáp hay không, có tăng men gan do cường giáp hay không. Thì cường giáp có thể gây bất thường chức năng gan khoảng 30%. Nếu như các anh chị thử đầu tiên chưa dùng kháng giáp tổng hợp gì hết, bệnh nhân có giảm bạch cầu, thì các anh chị sử dụng kháng giáp tổng hợp, sau đó các anh chị kiểm tra lại bạch cầu máu. Nếu bạch cầu tăng lên, đó là các anh chị mạnh dạn sử dụng. Còn nếu như những trường hợp này đang sử dụng thuốc kháng giáp tổng hợp, đến với chị vì sốt cao, đau họng, các anh chị thử bạch cầu thấy giảm bạch cầu, coi chừng đó là giảm bạch cầu do kháng giáp tổng hợp, các anh chị phải ngưng thuốc kháng giáp tổng hợp đi và chuyển sang Lugol. Trong quá trình điều trị thì nếu như bệnh nhân có sốt, có đau họng, có vàng da, có đau bụng, các anh chị phải lập tức thử tiếp công thức máu men gan, dù cho các anh chị mới tấn công có 1 tuần hay 10 ngày, các anh chị phải thử liền động tác đó. Và đây là những trường hợp rất đau lòng đã xảy ra và bệnh nhân phải trả giá bằng cả cái tính mạng vì đồng nghiệp mình không lưu ý những chuyện đó. Sau khi dùng kháng giáp tổng hợp thì hồi nãy có nói theo các cái nghiên cứu ta ghi nhận á, thì các tác dụng phụ giảm bạch cầu độc tính về gan thường xảy ra trong 120 ngày điều trị, tức là vào khoảng 4 tháng thì rơi vào cái thời gian tấn công của anh chị đó, 60 ngày đến 120 ngày, thì các anh chị phải thử hẹn bệnh nhân, ví dụ cho một cái toa thuốc 2 tuần, các anh chị nên hẹn bệnh nhân quay lại thử công thức máu để đếm bạch cầu men gan, xem có giảm bạch cầu do kháng giáp tổng hợp hay không, có tăng men gan do kháng giáp tổng hợp hay không. Nếu như trước khi các anh chị điều trị tất cả những cái chuyện này nó bình thường, sau 2 tuần điều trị hoặc 1 tháng tùy theo các anh chị đánh giá. Nếu như bệnh nhân ở xa mà các anh chị cho một cái toa thuốc có 2 tuần bắt người ta quay lên sớm thì cũng hơi kẹt, thì các anh chị có thể dặn bệnh nhân là trong thời gian uống thuốc, nếu như anh chị có sốt, có đau họng, lập tức các anh chị đến bệnh viện thử liền công thức máu hay là những xét nghiệm men gan mà các anh chị viết sẵn cho bệnh nhân, để bệnh nhân biết được chuyện đó. Và rất nhiều bệnh nhân trong quá trình điều trị thì bệnh nhân uống trong tháng đầu không vấn đề gì, sau đó bước qua tháng thứ 2 đi tái khám lại, bệnh nhân sốt, đau họng, bác sĩ chẳng những không giảm liều, không thử công thức máu mà lại còn tiếp tục tăng cái liều thuốc kháng giáp tổng hợp lên, và sau đó thì bệnh nhân phải trả một cái giá rất là đắt. Các anh chị theo dõi FT4, T3 sau 1 tháng để chỉnh liều, sau đó mỗi 2 tháng.
khi mình giáp thì thử lại mỗi 3 tháng. Thì trong thực tế lâm sàng tôi thấy các đồng nghiệp hay thử test sắt, thì cái đó nó không đúng các anh chị ha. Tại vì sau khi các anh chị tấn công rồi thì các anh chị 1 tháng sau các anh chị theo dõi ST4, ST3 thì nó đúng hơn. Tê sắt chưa về bình thường được đâu. Cái tê sắt nó về bình thường hay không, nó tùy thuộc sớm hay nhanh, sớm hay muộn, nó tùy thuộc vào cái thời gian bị tê sắt bị ức chế trước đó lâu hay mau. Thành ra trong 1 tháng tê sắt không thể nào về bình thường. Thường thường tê sắt có thể về bình thường 6 tháng hoặc 1 năm sau. Thành ra sau khi 1 tháng điều trị, các anh chị thử ST4, ST3 hoặc là T3. Và sau đó nếu ổn, các anh chị theo dõi mỗi 2 tháng. Rồi khi bình giáp thì các anh chị theo dõi mỗi 3 tháng. Lúc đó các anh chị có thể thử thêm tê sắt, vì là lúc đó có khả năng tê sắt về bình thường hoặc là tê sắt gia tăng dẫn đến suy giáp do quá liều kháng giáp tổng hợp. Nếu mà các anh chị mà thấy mà tê sắt tăng lên, các chị có thể thấy bệnh nhân tăng cân rồi mạch chậm lại, táo bón, dòng cổ lớn ra, các anh chị đo dòng cổ, thấy dòng cổ lớn ra, các anh chị có thể dự đoán bệnh nhân đã quá liều kháng giáp tổng hợp và phải thử tê sắt để giảm liều kháng giáp tổng hợp. Liều kháng giáp tổng hợp sẽ được giảm dần để duy trì bình giáp như đã nói. Và sau khi ngưng kháng giáp tổng hợp, các anh chị phải kiểm tra chức năng giáp mỗi năm. Và trước khi mà các anh chị đã điều trị đủ liều 12 đến 18 tháng hoặc 2 năm rồi, thì các anh chị thấy bình giáp, các anh chị cho kiểm tra nè chức năng giáp, T-SAT, ST4, ST3, TRB và siêu âm tuyến giáp. Nếu như chức năng giáp bình giáp ST4, ST3 ở cái giới hạn thấp của bình thường và siêu âm tuyến giáp không còn tăng sinh mạch máu, kháng thể kháng RAS âm tính hoặc là dưới mức bình thường, thì các anh chị hãy ngưng thuốc. Nếu như những chuyện này chưa ổn, các anh chị tạm không uống thuốc, không ngưng thuốc, các anh chị có thể duy trì cái liều thấp và các anh chị theo dõi. Có những trường hợp các anh chị điều trị cường giáp ổn về bình giáp, các triệu chứng cải thiện hết, nhưng kháng thể kháng RAS vẫn còn cao, các anh chị không nên ngưng thuốc. Khi đó các anh chị ngưng thuốc, bệnh nhân sẽ rất dễ tái phát. Và trong cái quá trình mà các anh chị cho bệnh nhân điều trị bằng kháng giáp tổng hợp, các anh chị nên lưu ý là dặn bệnh nhân không ăn muối gió, không sờ nắng vùng cổ, bởi vì khi sờ nắng vùng cổ, cái động tác đó sẽ làm cho sờ nắng tuyến, nó sẽ làm cho tuyến giáp bị kích thích và phóng thích ra hormone giáp, làm cho tình trạng cường giáp bất ổn. Cũng như là không ăn muối gió. Và tôi cũng thấy là những cái trường hợp bệnh nhân có stress đó, thức khuya nhiều cũng dễ khởi phát một cái đợt tái phát lại. Và đây là những cái tác dụng phụ của thuốc kháng giáp tổng hợp. Cái số cao gốc của cả hai nhóm thuốc này chiếm tỷ lệ đến 5% các anh chị. Và cái chuyện này các anh chị thấy 5% là khá nhiều. Những trường hợp đó các anh chị thấy là bệnh nhân sẽ nổi rash và da ngứa, thậm chí sốt luôn. Và đôi khi các anh chị nhận diện không ra. Nhận diện không ra, các anh chị chẩn đoán là tình trạng nhiễm trùng, rồi nhiễm trùng huyết, cấy máu đủ thứ hết, bệnh nhân vẫn tiếp tục uống kháng giáp tổng hợp. Thì các anh chị lưu ý chuyện này, nếu bệnh nhân có sốt, có đau khớp, mề đay, cái sốt nổi bật, các anh chị thấy ha, thì các anh chị lưu ý những trường hợp đó, các anh chị cho ngưng kháng giáp tổng hợp hoặc là giảm liều kháng giáp tổng hợp nếu như bệnh nhân uống MMI. Giảm mạch cầu hạt chiếm vào khoảng 1%, hoại tử gan chiếm vào khoảng 0,5%, suy tủy vi mạch máu và divisline thì ít hơn. Về nguyên tắc, nếu như giảm mạch cầu hạt do nhóm thuốc này, các anh chị ngưng, không sử dụng lại. Và cái những trường hợp mà dị ứng thuốc đó, thì guideline cũng hướng dẫn là khi mà có dị ứng thuốc thì các anh chị ngưng thuốc và không nên chuyển sang nhóm khác. Những trường hợp nhẹ, các anh chị có thể chuyển sang nhóm khác. Ví dụ đang sử dụng MMI mà bị dị ứng thuốc thì các anh chị có thể giảm liều thử, đang liều cao có thể giảm liều thử. Nếu giảm liều thử mà vẫn còn và bị các tác dụng phụ này, các anh chị có thể chuyển đổi sang nhóm khác. Thì trong thực tế lâm sàng á, tôi ít có sử dụng PTU vì khuyến cáo của FDA độc cho gan, hoại tử tế bào gan. Tôi sử dụng thuốc này là đầu tay, là tirozol. Thí dụ tôi sử dụng liều 4mg mà bệnh nhân có nổi rash, có dị ứng vậy đó, tôi chuyển sang một cái nhóm là carbimazole, cũng cùng nhóm thôi, hàng của Pháp, thì lại không bị tác dụng phụ. Đó là một cái chia sẻ trong thực tế lâm sàng các anh chị. Thì cái thuốc đó nó mắc hơn và nó hơi khó mua, carneomecazole hàng của Pháp. Và hoặc những trường hợp này tôi giảm liều xuống, thì giảm liều xuống buộc phải phối hợp với lugol. Chứ ở giai đoạn tấn công các anh chị sử dụng liều thấp cũng khó đạt được tình trạng bình giáp. Thì những trường hợp đó nhiều khi phải cho nhập viện để uống lugol kết hợp và giảm cái liều thì tirozol xuống. Đây là hai cái trường hợp cũng xin chia sẻ các anh chị. Một trường hợp này, bệnh nhân này ở Bình Dương, nếu ai ở Bình Dương có thể biết cái cô này. Thì cổ đi khám ở bệnh viện, một cái bệnh viện khác, và cổ được sử dụng 30mg tirozol một ngày, và cổ uống rất là tuân thủ, cổ uống hết cái tháng thứ nhất. Thì cổ đi tái khám lại, thì cái ngày tái khám lại cổ đã sốt 2 ngày trước đó rồi, sốt đau họng triệu chứng rất là rõ. Thì bác sĩ lại tiếp tục cho liều
30 microgram nữa, tức là 6 viên pyrozone, và cho bệnh nhân 1 tháng về. Thì cổ về cổ uống khoảng 1 tuần thì cổ sốt rất cao và sưng đau cái vùng họng này rất là lớn. Tôi tiếc là tôi không chụp được cái hình dạo đó. Và cổ nhập viện trong tình trạng sốt 40-41 độ, sưng phù ở vùng cổ, và cổ uống nước ở miệng thì nó trào ra ở mũi. Bạch cầu vô viện trong tình trạng bạch cầu hạt bằng không, tình trạng vương lính mất hết rồi. Thì tụi tôi điều trị gần như là chích nitrotin lên đến 12 ống, 12 ống thì bạch cầu vẫn chưa lên, đến sang cái ống thứ 13 bắt đầu nhúc nhích nó tăng lên. Sau đó ca này sống, quay về xuất viện về, các anh chị biết là hiện giờ sau đó tôi giảm liều. Lúc nhập viện thì tôi chỉ sử dụng Lugol cộng với lại kháng sinh và chích cái thuốc tăng bạch cầu đó là Gran đó, thì sau đó thì bạch cầu lên tình trạng nhiễm trùng tạm ổn thì cho xuất viện và tôi giảm liều. Tôi mạnh dạn ca này tôi giảm liều trong bệnh viện nội trú luôn, từ 4 viên tôi giảm xuống còn 2 viên, sau đó hẹn tái khám. Tới bây giờ cổ đã ổn định và sắp sửa ngưng thuốc. Cái ca thứ hai đây là mỗi ca cũng tương đối là nghèo, cổ cũng tương tự như vậy, cổ uống liều 30 mg. Trên cái liều 30 mg tizon các anh chị cẩn thận hết sức nha. Việt Nam mình tôi sử dụng liều 20, liều 20 những trường hợp cường giáp rất nặng tôi sử dụng liều 30 thì phải theo dõi thật là chặt cái tình trạng công thức máu cũng như men gan. Thì ca này được sử dụng, các anh chị thấy gầy nhôm à, liều 30 mg tirozone thì cổ uống cũng vậy, uống đến tháng thứ nhất thì cổ nhập viện trong tình trạng sốt và tụt huyết áp 64, đau bụng. Thì cái ca này là một cái tình trạng hoại tử ruột, phải cắt ruột đó. Thì cái hôm đó hội chẩn với ngoại thì tôi nói này là chắc tiêu rồi, năm ăn năm thua, tại vì đã giảm bạch cầu nitro bằng không là thường là chết, là thêm một cái tình trạng mà hoại tử ruột phải phẫu thuật nữa, thì gọi người nhà vô giải thích hết. Các anh chị biết rất là ngoạn mục, ca này trẻ, mổ xong cổ lại ổn, nó thở máy luôn, các anh chị thấy thở máy luôn, mổ xong cổ lại ổn và xuất viện về nhà. Nhưng mà cái ca này nằm ở ngoại, khi mà xuất viện về nhà thì hội chẩn rồi xong hết rồi, lúc mà xuất viện về thì mấy anh ngoại ảnh cũng không có mời lại, ảnh chăm chăm cho cái ruột thôi. Thì ảnh cho một dạng là hậu phẫu cắt mấy đoạn ruột gì đó trên trạng cường giáp, và không biết ảnh cho gì nữa. Khi mà cổ quay trở lại cổ tái khám ở ngoại chú thì bác sĩ của tôi cũng đâu có rành, tại vì khi hội chẩn thì tôi đi hội chẩn mà người đó thì không hội chẩn, thì cổ lại quay lại cổ sử dụng tirozone liều 20 mg. Thì cô này lại nhập viện trong một lần nữa trong cái tình trạng giảm bạch cầu. Và ca này thì cuối cùng thì cũng ổn, xuất viện về tốn thêm mười mấy triệu đợt thứ hai nữa, và Dũng giảm liều tirozone. Các anh chị thấy cái ca vừa rồi, hai ca vừa rồi, các anh chị thấy cái búa cổ không lớn ha, TRB cũng không cao, thành ra dự đoán tái phát rất là ít, và ca này rất là ổn định. Trước khi mà ngưng thuốc tôi kiểm tra lại cho cổ rồi á, thì giờ siêu âm tuyến giáp không còn tăng sinh mạch máu nữa, kháng thể kháng ráp không đo được âm tính luôn, và T3, T4, T sắt ở cái mức giới hạn bình thường, thì tôi cho thêm một thời gian ngắn nữa rồi tôi ngưng thuốc luôn cho cổ. Cái này các anh chị thấy cũng vậy, tình trạng gầy nè, teo cơ chu vai nè, tuyến giáp cũng không lớn lắm nhưng mà TRB thì tăng. Rồi, đây là những cái yếu tố dự đoán tái phát, nãy có nói anh chị ha, những tình trạng nhiễm độc giáp rất nặng, nhiều biến chứng của cường giáp, bú giáp quá to trên 80 ra, thành ra đây là những trường hợp các anh chị nhìn vô các anh chị nói điều trị nội khoa ca này sẽ nhiều nguy cơ tái phát. Và hút thuốc lá, đặc biệt là nam giới, liều ban đầu sử dụng rất cao, từ 60-80, đây là liều nước ngoài tôi ghi nhận các anh chị thôi, chứ còn thực tế Việt Nam tôi không có sử dụng đến như vậy. Liều của tôi thường trung bình là 20, hiếm hoi lắm mới là 30 trong những trường hợp cường giáp nặng. Và TRB tăng cao trong quá trình điều trị, thì cái tỷ lệ này nếu mà cứ điều trị mà thấy được TRB vô mà trên 40 đơn vị á, mà điều trị suốt cả năm trời nó vẫn nằm trong khoảng 30-40 thì tỷ lệ tái phát chiếm 80-100%. Thì những trường hợp này nếu mà kết hợp thêm có hút thuốc lá, có uống giáp quá lớn, các anh chị nên chuyển sang phẫu thuật hoặc là y giáp đồng dịch phóng xạ. Và tiêu chuẩn ngưng kháng giáp tổng hợp theo cập nhật mới nhất của khuyến cáo 23 của ATI 2016, các anh chị điều trị phải đủ thời gian ha, tê sắt, chức năng tuyến giáp, TRB về bình thường, nếu âm tính thì càng tốt. Về kháng giáp tổng hợp, nói về ở phụ nữ có thai, tôi nói một hai slide ngắn thôi để các anh chị có thể gặp, các anh chị làm được. Thì khi mà có thai á, thì thai kỳ nó có thể có cái giai đoạn lui bệnh, bởi vì nó ức chế miễn dịch toàn thân làm cho TRE có thể bị ức chế. Do đó các anh chị điều trị liều thấp thôi, và có thể điều trị ngắt quãng, và làm sao giữ cho được ST4 ở giới hạn trên của mức bình thường và TH ở giới hạn thấp của mức bình thường để tránh tình trạng gây suy giáp cho thai nhi. Nếu mà suy giáp cho thai nhi thì em bé sinh ra sẽ bị đần.
Các anh chị lưu ý nha, nhắc lại FT4 ở giới hạn trên của mức bình thường và TSH ở giới hạn thấp của mức bình thường. Chúng ta không đưa TSH về cái mức cao quá, ví dụ như TSH bình thường từ 0,4 đến 4, các anh chị đưa lên tới 4 thì nguy cơ, hoặc là ở một nửa cũng nguy cơ. Các anh chị giữ ở mức thấp khoảng 0,4. Còn cái FT4 ở giới hạn trên khoảng 1,7 gì đó, các anh chị giữ khoảng 1,6, 1,5, các anh chị giữ khoảng đó ha. Và các anh chị nên theo dõi chức năng tuyến giáp hàng tháng, người ta có mẹ có con phải theo dõi gần hơn mỗi hàng tháng để điều chỉnh liều MMR. Và các anh chị nên đo kháng thể kháng ráp ở ngay cái tâm cá nguyệt đầu tiên. Nếu các anh chị chẩn đoán là Basdo có thai, các anh chị nên đo trong cái lần đầu tiên các anh chị khám. Sau đó nếu mà các ở thời điểm này các anh chị thấy cao thì các anh chị nên đo lại ở cái tuần 18 đến 22 của thai kỳ. Và nếu ở cái tuần này vẫn còn cao nữa, cái tuần này còn cao rồi, có chừng là có nguy cơ sảy thai nữa ha, thai lưu. Và các anh chị nên đo lại ở tuần 30 đến 34 để các anh chị dự đoán nguy cơ gây cường giáp cho thai và cường giáp sơ sinh. Những trường hợp này các anh chị phải có kế hoạch điều trị làm sao để mà sớm bình giáp và TRP nó sẽ giảm xuống để tránh những nguy cơ gây cường giáp cho thai và cường giáp sơ sinh. Và các anh chị sẽ dự đoán cho bác sĩ sản khoa cũng như cho bệnh nhân. Rai là chống chỉ định trong thai kỳ rồi, các anh chị phẫu thuật, các anh chị lưu ý là tránh ở tâm cá nguyệt thứ nhất và thứ ba, có thể sử dụng ở tâm cá nguyệt thứ hai. Đây là một cái slide cho các anh chị thấy là trong cái thai kỳ tâm cá nguyệt đầu tiên, cái TSH do cái tình trạng mà tăng cái hormone giáp HCG, các anh chị thấy là TSH nó hơi thấp ở trong tâm cá nguyệt đầu, và FT4 các anh chị thấy FT4 tăng hơn với mức bình thường. Thì khi trong trường hợp này các anh chị lưu ý chẩn đoán là cường giáp trong cái tâm cá nguyệt đầu, các anh chị phải hết sức là thận trọng. Chỉ khi nào các giá trị này nó tăng gấp 1,5 lần so với giá trị tham khảo, các anh chị mới chẩn đoán là cường giáp trong cái tâm cá nguyệt đầu tiên. Qua cái tâm cá nguyệt thứ hai, thứ ba, các anh chị thấy tương đối là bình ổn. Các anh chị thấy tương đối là bình ổn. Và một lần nữa nhắc lại, TSH thấp trong tâm cá nguyệt đầu và FT4 trong thai kỳ có thể là không có tin cậy ở tâm cá nguyệt đầu tiên. Chỉ khi nào gấp 1,5 lần trị số tham khảo mới có giá trị chẩn đoán. Tuy nhiên nếu trên lâm sàng bệnh nhân không có triệu chứng của cường giáp rõ ràng, các anh chị đo thêm TRP. Nếu TRP tăng cao sẽ giúp chẩn đoán cường giáp ở có thai. Tôi xin nói tắt là cái GD, đó là Crazy viết tắt của Basdo. Và độ nhạy chiếm 95%, độ chuyên 99%. Và trong 3 tháng đầu, nhắc lại một lần nữa là BTU được đề nghị điều trị trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Sau 3 tháng các anh chị chuyển sang MMR. Về phẫu thuật thì đây không phải là một cái lựa chọn đầu tiên, mặc dù đã được Cochrane nhận cái giải Nobel năm 1909. Thì nếu mà các anh chị đã hướng tới phẫu thuật thì các anh chị phải coi có đúng chỉ định hay không. Và đúng chỉ định các anh chị nên chọn phẫu thuật viên có tay nghề cao. Định nghĩa phẫu thuật viên có tay nghề cao là cái người đó phải phẫu thuật tuyến giáp ít nhất 25-30 ca trong một năm. Và nếu đã xác định là phải phẫu thuật thì nên cắt giáp trọn hoặc gần trọn, không có chuyện cắt giáp bán phần như trước đây nữa. Và trước khi mà phẫu thuật các anh chị nên bình giáp bằng MMI. Nếu không có gì gấp gáp các anh chị nên bình giáp và cho ức chế beta ha, rồi cho lưu gôn 10 ngày trước phẫu thuật để hạn chế cái tình trạng chảy máu trong lúc mổ. Các anh chị đánh giá canxi xem có thấp hay không, và để các anh chị có cơ sở bù cái canxi sau khi phẫu thuật. Và nên các anh chị nên cho hydrocortisone trước phẫu thuật và sau phẫu thuật đề phòng cơn bão giáp xảy ra sau khi các anh chị phẫu thuật. Và sau khi phẫu thuật nếu là các anh chị cắt tuyến giáp trọn, các anh chị ngừng kháng giáp tổng hợp, đâu cần sử dụng nữa, cắt hết mô giáp rồi, và giảm liều ức chế beta bù hormone giáp nếu có suy giáp với liều là 1,6 microgram một ký một ngày, tương đương khoảng 100 microgram một ngày, và các anh chị bù canxi trion. Đây là chỉ định. Khi mà tôi nói về cái chỉ định này ở bệnh viện thì các bác sĩ ngoại khoa tôi chỉ cười thôi, tại vì các anh chị mổ rất là rộng rãi, cái chỉ định mổ rất là rộng. Các anh chị thấy tuyến giáp rất lớn, trên 80 gram ha, trên 80 gram mới mổ. Hoặc là những cái bệnh Basdo mà có kết hợp với nhân giáp nghi ngờ ác tính, hoặc là cái nhân giáp nó lớn quá trên 4 cm mà khi mà làm xạ hình cho thấy là nhân không chức năng hoặc giảm chức năng, đó là nghi ngờ ung thư đó, và có triệu chứng chèn ép tại chỗ, có thai nhưng không dung nạp được cái kháng giáp tổng hợp, hoặc là thất bại với điều trị nội khoa, hoặc không thể là làm giáp động vật phóng xạ được, và kháng thể kháng ráp cao, có bệnh lý mắt trung bình đến nặng, thì đây là cái chỉ định mà mấy anh ngoại không có thích rớ tới rồi. Thường thường mấy cái búi giáp mà nhỏ nhỏ, mấy anh thích mổ
Mình rất là thích mổ. Thì những trường hợp nãy mình nói rồi, nếu mà tuyến giáp nhỏ, kháng thể kháng giáp không cao, tình trạng cường giáp không nặng thì điều trị nội khoa tội gì phải đi phẫu thuật. Khi phẫu thuật mình phải trải qua một cuộc đại phẫu rồi nguy cơ đủ thứ chuyện, các anh chị sẽ xem cái nguy cơ của phẫu thuật như thế nào. Bây giờ đây là cái câu đặt ra là tai biến, có tai biến gì trong và sau phẫu thuật, liệu là phẫu thuật có an toàn hay không, và phẫu thuật có tốt hơn y giáo đồng giống xạ hay là kháng giáp tổng hợp hay không ha. Thì đây là một cái nghiên cứu mà với hơn 7.000 bệnh nhân, 35 nghiên cứu, hơn 7.000 bệnh nhân, thời gian theo dõi là 5,6 năm. Thì người ta thấy là khi mà cắt giáp toàn phần á, là chấp nhận suy giáp 100%, nhưng mà tái phát là không có. Mà nếu cắt giáp bán phần á, thì tỷ lệ suy giáp thấp hơn, nhưng mà tái phát tới 7,9%. Thôi thì đã cắt rồi thì cắt hết, cắt trọn luôn và chấp nhận suy giáp và bù ổ môn giáp. Và đây là cái tỷ lệ tỷ lệ hạ canxi máu chiếm rất cao, 40%. Thành ra các anh chị phải đo canxi trước ngày mổ, sau đó các anh chị bù canxi ron sau ngày mổ, nhất là những cái đối tượng có nguy cơ, các anh chị mà nguy cơ hạ canxi. Có nhiều người trường hợp mới vừa mổ xong ngày hôm sau đã co giật rồi, và tái phát chiếm 30%. Ngoài ra những cái tỷ lệ khác thì tương đối thấp hơn, chảy máu sau mổ thì nhờ mình chuẩn bị bằng đưa gon thành ra rất là thấp. Và nếu mà các anh chị mà phẫu thuật viên mà không có tay nghề cao á, thì cái tỷ lệ mà tổn thương thần kinh hoạt ngược chiếm tới 15%, trong đó vĩnh viễn và thoáng qua thì 2%. Nếu mà các anh chị mà phẫu thuật chọn phẫu thuật viên theo có tay nghề cao á, thì tử vong sau phẫu thuật rất là thấp, chỉ có 1 trên 10.000 ca hoặc là 5 trên 1 triệu ca. Và tổn thương thần kinh hoạt ngược chỉ ở dưới 1%, và tỷ lệ hạ canxi máu cũng rất thấp. Chảy máu sau phẫu thuật cũng rất thấp. Thành ra một lần nữa nhấn mạnh, đã là phẫu thuật thì nên chọn phẫu thuật viên có tay nghề cao và cắt toàn phần chứ không có cắt bán phần nữa. Và trên lâm sàng, các anh chị ở những bệnh viện mà có khoa nội trú đó, thì bác sĩ ngoại khoa sẽ mời các anh chị đi hội chẩn những trường hợp mà phải mổ phẫu thuật ngoài tuyến giáp. Ví dụ như bệnh nhân này có cường giáp chưa ổn định, bây giờ phải vô phải mổ bắt con hay là mổ vi trùng thừa, thì các anh chị sẽ xử trí như thế nào. Những trường hợp đó một cái stress có thể dẫn đến nguy cơ cơn bão giáp, thì các anh chị sẽ chuẩn bị. Nếu như các anh chị nghi ngờ đây là một cái cường giáp mà chưa ổn định, các anh chị xử trí y như cơn bão giáp. Nhớ nha các anh chị ha, y như cơn bão giáp, các anh chị sử dụng kháng giáp tổng hợp, lugon, ức chế beta và corticoid. Thì đây là một cái trường hợp mà chuẩn bị trước mổ. Tôi sẽ cho một cái liều cụ thể các anh chị sử dụng luôn. Thì nếu như các anh chị cắt giáp trọn thì sau khi mổ các anh chị ngưng kháng giáp tổng hợp, thì cái liều mà đầu tiên để chuẩn bị các anh chị sử dụng 200mg BTU mỗi 4 giờ. BTU thì có nó tính chất là ức chế sự chuyển T4 thành T3. Ngoài cái chuyện ức chế sự tổng hợp hormone giáp thì còn ức chế sự chuyển T4 thành T3. Các anh chị sử dụng liều khá cao. Và MMI là 20mg mỗi 6 giờ, tức là khoảng 16 viên, bữa này khoảng 24 viên. Nếu các anh chị phẫu thuật ngoài tuyến giáp sau mổ, các anh chị phải cho tiếp kháng giáp tổng hợp nha. Những trường hợp mà mổ ruột thừa, mổ bắt con, sau khi mà mổ xong các anh chị xuống hội chẩn vẫn phải tiếp tục sử dụng kháng giáp tổng hợp. Và Pregnalone thì vẫn tiếp tục, liều là như vậy. Hydrocortisone thì mỗi 8 giờ cái ngày mổ, sau đó tiếp tục đến 72 giờ. Và Lugon các anh chị cho 40 giọt nhân 2 nếu cắt giáp trọn sau khi mà các anh chị mổ xong các anh chị ngưng. Còn nếu mà phẫu thuật ngoài tuyến giáp các anh chị phải tiếp tục cái thuốc này. Thì đó tùy theo những cái cơ chế bệnh cảnh mà các anh chị sử dụng. Đây là một cái liều đề nghị cho một cái trường hợp cường giáp chưa có ổn mà phải mổ khẩn. Các anh chị thấy ha, BTU nè 24 viên, Tyrosone 16 viên. Các anh chị hòa với nước cất 90ml, rồi các anh chị thuộc giữ qua hộ môn với sông Folay và bơm thuốc bơm bóng giữ trong vòng 2 giờ. Khi tôi đi hội chẩn thì điều dưỡng nói bác ơi sao mà em bơm thuốc á, vô cái nó tuôn ra trơn à. Thì các anh chị phải nhắc điều dưỡng là phải hòa với nước cất rồi thuộc giữ qua hộ môn và thuộc giữ bơm thuốc là bơm bóng giữ lại trong 2 giờ, chứ đâu phải bơm nhét vô một cái bơm vô rồi nó bệnh nhân đứng dậy đi ra đi tiểu đi tiêu ra hết luôn thì đâu có được. Những cái động tác này các anh chị cũng phải kiểm tra. Rồi Lugon ha, Pregnalone cái liều như vậy các anh chị sử dụng. Và sau khi các anh chị mổ xong rồi á, thì giống như nãy đã nói, tùy theo mổ tại tuyến giáp, cắt trọn các anh chị ngưng ngưng kháng giáp tổng hợp, ngưng Lugon, các anh chị giảm liều ức chế beta. Còn mổ mà do cái bệnh lý của bệnh lý khác á, thì các anh chị phải sử dụng tiếp tục, và Hydrocortisone phải ít nhất là 72 giờ.
Thì đây là một cái tình trạng, một cái slide mà theo dõi sau mổ. Thì các anh chị phải đánh giá, thường thường hạt canxi máu thoáng qua trong 24 giờ đầu chiếm tới 40-60%. Thì các anh chị phải đo canxi dòng hóa vào buổi tối và sau phẫu thuật sáng ngày kế tiếp. Các anh chị bù theo mức canxi đo được. Và các anh chị đo chức năng tuyến giáp 4-6 tuần sau mổ. Tê sắc thì 6-8 tuần thôi, mình quy chung lại là khoảng 6 tuần sau khi mổ tê sắc chức năng tuyến giáp. Và nếu bình thường thì mỗi năm thử lại. Thì suy giáp sẽ gặp ở những trường hợp phẫu thuật cắt giáp trọn hoặc là gần trọn, thì các anh chị bù một mon giáp khi mà có suy giáp. Về iốt đồng vị phóng xạ thì tôi rất là thích cái phương pháp này, nhưng mà thực ra thì cái phần khâu chuẩn bị nó nhiêu khê lắm. Thì với cái mục tiêu á, là trên thế giới thì cái phương pháp này đã được áp dụng năm 1941. Ở nước mình thì ngoài bệnh viện Bạch Mai á, ngoài Hà Nội á, thì sử dụng năm 1978. Thì cái cơ chế là iốt đồng vị phóng xạ sẽ phá hủy tuyến giáp và làm giảm tổng hợp hormone giáp, do đó nó sẽ làm suy giáp. Sau khi làm iốt đồng vị phóng xạ nó sẽ suy giáp, thì khoảng 10-30% suy giáp sau 2 năm điều trị, và sau đó là tăng thêm 5% mỗi năm, tỷ lệ thất bại có 20% thôi. Các anh chị biết là khi mà bệnh nhân bị cường giáp mà tái đi tái lại, nó sẽ có rất nhiều biến chứng, ví dụ như rung nhĩ nè, rồi mỗi một đợt đó là tái phát thì bệnh nhân rất là khó chịu và phải đi uống thuốc một đợt tấn công lại, rồi rất nhiều tác dụng phụ của kháng giáp tổng hợp. Nếu mà mình làm được cái chuyện này á, làm chuẩn bị tốt á, thì bệnh nhân sẽ đỡ những cái tình trạng tái phát, chấp nhận suy giáp và buộc mon giáp. Và các anh chị phải tôn trọng những cái chuyện mà có thai hay là cách xa người thân gì đó vân vân. Thì những cái biến chứng ngắn hạn á, thì cũng hiếm thôi, thí dụ như là cơn bão giáp. Nhưng có những cái trường hợp á, là cái này đã gặp rồi trong thực tế, khi mà các anh chị mà cho bệnh nhân chuyển sang làm iốt đồng vị phóng xạ, các anh chị phải chuẩn bị cho bệnh nhân kỹ. Thí dụ là ngưng thuốc bao lâu, bao giờ thì uống lại, những cái thuốc nào có iốt các anh chị phải cho ngưng. Nếu không á, hẹn qua hẹn lại bên đi học bệnh nhân, họ phát hiện mà còn uống cái đó nữa làm giảm cái kết quả điều trị iốt đồng vị phóng xạ, họ lại cho bệnh nhân quay về. Thì hôm đó có một ca của bên tôi, ca đó là không thể điều trị bằng iốt đồng vị phóng xạ vì những tác dụng phụ của thuốc, và phẫu thuật cũng không luôn, thì chuyển sang làm iốt đồng vị phóng xạ. Thì cho bệnh nhân ngưng thuốc, cho uống Ligon xong rồi uống là từ 10-15 ngày phải ngưng. Rồi sau đó thì ngưng hết kháng giáp tổng hợp, thì chuẩn bị qua đó, nhưng qua đó cái người ta hẹn lại 2 tuần, rồi sau đó ta hẹn lại 1 tháng, sau đó ta hẹn lại 6 tháng, vì phát hiện là bệnh nhân còn có ăn iốt đó, hay là uống thuốc bổ hay uống Cortaron nữa, còn thì xui bệnh nhân ca đó vô cái nhiễm trùng và sau đó rơi vào cơn bão giáp và chết chưa kịp làm iốt đồng vị phóng xạ. Thì một chút nữa các anh chị sẽ thấy cái chuyện đó, tôi có cái slide. Thì nếu những trường hợp mà các anh chị cho ngưng kháng giáp tổng hợp quá sớm như tôi đã nói, rồi hormone giáp sẽ tăng dự trữ lại, đặc biệt là khi có stress thì bệnh chỉ cần bệnh nhân sẽ rơi vào cơn bão giáp. Thì các anh chị chỉ cần ngưng kháng giáp tổng hợp 3-5 ngày là đủ à. Sau khi làm iốt đồng vị phóng xạ các anh chị sử dụng lại, thì biến chứng lâu dài là suy giáp vĩnh viễn ha. Chỉ định thì ở Bắc Mỹ họ rất thích cái phương pháp này, và cũng thuốc đây là cái lựa chọn đầu tay cho những bệnh nhân lớn hơn 50 tuổi. Và những trường hợp mà điều trị nội khoa thất bại, những trường hợp có bệnh lý tim, gan nặng và thể trạng yếu không cho phép phẫu thuật, hoặc là bệnh nhân không thích phẫu thuật mà không thể điều trị nội khoa được. Chống chỉ định các anh chị nhớ có thai cho con bú và trẻ em dưới 5 tuổi, những trường hợp cường giáp nặng không kiểm soát được. Thì cái câu hỏi đặt ra là vì sao mà mình không có lựa chọn phương pháp này? Đó là cái lý do không biết là cái phương pháp này có gây ung thư hay không. Thì cũng xin trình bày các anh chị để các anh chị có nhận định và yên tâm. Thì theo lý thuyết á, mô tuyến giáp sau khi mình làm iốt đồng vị phóng xạ nó sẽ có cái ngưỡng gây nguy cơ ung thư. Và nguy cơ ung thư này qua các nghiên cứu đã thấy là nhiều nhất là ở trẻ dưới 5 tuổi và giảm dần sau tuổi 20, đặc biệt là ở những cái vùng thiếu iốt và ở trẻ tiếp xúc với liều RAI rất thấp. Đây là một cái nghiên cứu mà sau điều trị iốt đồng vị phóng xạ ở trẻ em á, hơn 1.200 trẻ em, và người ta theo dõi rất lâu, từ 5 năm, 15 năm, thậm chí 20 năm luôn. Và ta cho thấy là sau 20 năm theo dõi thì không thấy tăng nguy cơ ung thư. Và hơn 100 em được điều tra gần 4 thập kỷ sau khi làm iốt đồng vị phóng xạ cũng không thấy có biến cố gì, cũng như là tử vong do iốt đồng vị phóng xạ. Tiếp theo là cái nghiên cứu hơn 3.000 trẻ em và một cái nghiên cứu khác trên 6.000 trẻ em bị BASDO được điều trị bằng iốt đồng vị phóng xạ, thì người ta cũng ghi nhận là không thấy tăng nguy cơ ung thư với số lượng lớn hơn. Và những cái nguy cơ ung thư thì người ta khẳng định là có liên quan đến cái vùng mà bệnh nhân ở, cái vùng thiếu iốt cũng như là tiếp xúc với liều xạ thấp. Kế tiếp thì
Bây giờ người ta sẽ điều tra ở những người mẹ được điều trị iốt đường nhiễm phóng xạ thì người ta thấy cũng không có gì thật bất thường ở trẻ sinh ra, ở những trẻ mà có mẹ được điều trị không có khác biệt gì so với người mẹ bình thường không dùng iốt đường nhiễm phóng xạ. Thì cái khuyến cáo mới của ATA và ACE thì người ta cũng tìm không thấy những cái biến cố về tim mạch hay là mạch máu não sau điều trị iốt đường nhiễm phóng xạ, cũng không tình trạng leukemia cũng không thấy gia tăng. Và những cái trường hợp tử vong do ung thư sau điều trị iốt đường nhiễm phóng xạ cũng không thấy nữa. Thì Ricky và Chow Curry đó nè, năm 2013 cho thấy là ra hiệu quả và an toàn ở trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên thầy thuốc thì ít có chỉ định điều trị iốt đường nhiễm phóng xạ cho trẻ em bị BASDO, mặc dù người ta không thấy một cái biến cố nào liên quan đến iốt đường nhiễm phóng xạ hết. Thì bây giờ xem thử cái kháng giáp tổng hợp với lại RAI với lại phẫu thuật cái nào là có nguy cơ ung thư. Thì đây là một cái nghiên cứu, hai nghiên cứu của tác giả, cũng có rất nhiều nghiên cứu mà tôi ghi nhận hai cái nghiên cứu này theo dõi tới 10-20 năm thì ta lại nhận thấy kháng giáp tổng hợp làm tăng nguy cơ ung thư gấp 5 lần so với iốt đường nhiễm phóng xạ và gấp 8 lần so với phẫu thuật. Nên các anh chị thấy ha, như vậy thì một lần nữa thì giải tỏa cho chúng ta về vấn đề mà nguy cơ ung thư ở RAI. Tuy nhiên thầy thuốc thì ít có chỉ định, ít chỉ định RAI. Cho đến năm 2016 thì tôi đọc lại thấy cái khuyến cáo của ATA và ACE, người ta ghi nhận là không thấy những cái tỷ lệ ung thư đó, nhưng ung thư giáp, ung thư dạ dày, ung thư thận thì đã thấy có báo cáo. Và cái này thì người ta cũng đề nghị là cần phải nghiên cứu thêm nữa. Thì tôi thấy một cái đoạn này tôi ghi nhận cho các anh chị, tức là những cái biến cố về tim mạch, những cái biến cố về mạch máu não hay leukemia hay những cái tình trạng ung thư khác thì không thấy nói trong các nghiên cứu trước, mặc dù những cái trẻ này được theo dõi qua rất nhiều thập kỷ, nhưng đến hôm nay thì người ta ghi nhận là cái tình trạng ung thư giáp, ung thư dạ dày, ung thư thận đã có báo cáo, cần nghiên cứu thêm. Thì các anh chị biết là khi mà những cái bệnh nhân này được đem ra làm iốt đường nhiễm phóng xạ thì những bệnh nhân này bao giờ cũng được dùng kháng giáp tổng hợp trước đó, thành ra nó cũng có nhiều chuyện để mà mình phân tích, thành ra cũng chưa vội gì kết luận là RAI dẫn đến làm tăng những cái tỷ lệ ung thư này. Và trước khi điều trị iốt đường nhiễm phóng xạ thì các anh chị sử dụng ức chế beta ha, và các anh chị có thể ngưng 2-3 ngày kháng giáp tổng hợp thôi. Rồi sau đó, sau khi điều trị ra, các anh chị sử dụng lại 3-7 ngày và giảm liều khi chức năng giáp về bình thường, và bắt buộc các anh chị phải làm test thử thai 48 giờ trước khi điều trị iốt đường nhiễm phóng xạ. Và chỉ khi nào làm iốt đường nhiễm phóng xạ khi test thử thai âm tính, và cũng giáo dục bệnh nhân là cũng phải đảm bảo an toàn bức xạ khi điều trị iốt đường nhiễm phóng xạ. Thì đây là cái khuyến cáo 11-12 trong cái AATE-AAC 2016 đó, thì người ta khuyên là nên thử test ST4, T3 sau RAI 1-2 tháng, sau đó 4-6 tháng và cho đến khi suy giáp, rồi ổn định với liều hormone thay thế. Thời gian đầu sau khi mà mình làm với bằng phóng xạ xong đó, thì mình theo dõi chức năng tuyến giáp gần hơn 1-2 tháng, sau đó 4-6 tháng và sau đó thì xa hơn khi mà đã ổn định với liều hormone thay thế rồi. Và nếu mà cường giáp vẫn tồn tại sau 6 tháng khi điều trị với bằng nhiễm phóng xạ thì chúng ta cho làm với bằng nhiễm phóng xạ lại. Và sau khi làm iốt đường nhiễm phóng xạ thì chúng ta cũng khuyên bệnh nhân là trì hoãn có thai ít nhất 4-6 tháng, và bạc ông chồng cũng phải dùng biện pháp tránh thai. Và bệnh mắt có thể xấu đi, đặc biệt là ở những bệnh nhân hút thuốc lá. Cho nên một lần nữa nhắc lại các anh chị, trong điều trị BASDO cũng phải nhắc bệnh nhân ngưng thuốc lá, đặc biệt là bệnh nhân nam, nó sẽ làm cho bệnh nặng lên, bệnh mắt nặng lên. Và khi mà các anh chị chuẩn bị cho bệnh nhân đi làm iốt đường nhiễm phóng xạ, các anh chị cũng nói chuyện với bệnh nhân là phải nhịn đói cái ngày hôm đó. Và đây là một cái phương pháp điều trị dùng cái loại thuốc giãn nước hay là giãn viêm, và mục đích là mình sẽ kiểm soát cường giáp và đưa về suy giáp luôn, và sau đó bù hormone giáp thay thế suốt đời. Và dặn bệnh nhân ghi vào sổ là cái ngày nào ngưng kháng giáp tổng hợp, ngày nào dùng lại để khi tái khám bác sĩ nội tiết sẽ biết, và cái ngày và thời gian điều trị các loại thuốc, ngày hẹn tái khám, và hướng dẫn bệnh nhân tránh tiếp xúc gia đình trong thời gian làm iốt đường nhiễm phóng xạ, người thân, trẻ em, phụ nữ có thai, cách xa 2 mét trong 10 ngày. Thì những trường hợp này bệnh nhân phải ở riêng một cái phòng, rồi cách xa con trẻ cũng như là đi cầu, đi gì đó, đi tiểu gì đó, phải dội nước ít nhất là 2-3 lần. Và đây là những cái loại thuốc cần ngưng trước khi làm iốt đường nhiễm phóng xạ. Thí dụ như là kháng giáp tổng hợp và đa sinh tố thì các anh chị chỉ cần ngưng 3-5 ngày là đủ rồi. Đa sinh tố thì ngưng 1 tuần, tại trong cái sinh tố nó có iốt. Và ức chế beta thì vẫn tiếp tục ha. Nhưng mà riêng cái thạch này hay là lugol, SSKI, các anh chị phải ngưng ít nhất là 2-3 tuần, tùy theo cái nồng độ này cao thì các anh chị ngưng lâu hơn. Như là chất cản quang mà có chụp á thì phải ngưng 3-4 tuần, tại chất cản quang nó có iốt. Còn những bệnh nhân nào uống amiodarone thì ngưng 3-6 tháng, phải ngưng như vậy. Thì những trường hợp này các anh chị
chắc là phải sử dụng lại liều kháng giáp tổng hợp liều thấp kết hợp với Glucagon. Chứ nếu không các anh chị thả người ta ra, thí dụ như bây giờ ca này các anh chị tiểu sọn hết, các anh chị không dặn gì hết, các anh chị chuyển qua với đồng nghiệp phóng xạ, thì qua đó đồng nghiệp của mình thấy bệnh nhân này còn uống đa sinh tố, thôi về đi một tuần nữa quay lại. Nhưng quay lại thì thấy bệnh nhân này có ăn, có uống Glucagon, thì thôi về đi ngưng lên 3 tuần nữa quay lại. Sau đó phát hiện bệnh nhân có uống Amiodarone, thôi về đi 6 tháng quay lại thì thua rồi. Những trường hợp đó thì cường giáp sẽ tái phát lại, mà lỡ như bệnh nhân có bị stress, nhiễm trùng, nhiễm như sẽ rơi vào cơn bạo giáp. Thành ra các anh chị phải làm việc với bệnh nhân và các anh chị phải sửa soạn thật kỹ để giúp cho bệnh nhân có thể bước qua bên khoa y học hạt nhân, các khoa đó có thể tiếp nhận và thực hiện cái phương pháp điều trị giáp đồng nghiệp phóng xạ. Chứ còn bên đó người ta đâu có thể điều trị cường giáp cho bệnh nhân được. Và cái phần kết luận thì nói chung BASDO là một cái bệnh rất là thường gặp, chiếm tới 80% trong tất cả các bệnh cường giáp, và không có cái chỉ định nào là điều trị lý tưởng cho BASDO. Các anh chị chọn lựa giáp đồng nghiệp, chọn kháng giáp tổng hợp hay là giáp đồng nghiệp phóng xạ hay phẫu thuật thì nó có những cái chỉ định và các anh chị cân nhắc. Những trường hợp mà vú giáp nhỏ, cường giáp không nặng, kháng thể kháng giáp không cao, các anh chị điều trị nội khoa rất là thành công, ít có tái phát. Và đặc biệt là ở bệnh nhân mà có thai 3 tháng đầu, các anh chị lưu ý chỉ sử dụng BTU, sau 3 tháng các anh chị chuyển sang NMI. Thì khi đó các anh chị phải nói chuyện với bệnh nhân sẽ tính cho các anh chị rõ ràng cái thời gian. Và trước khi dùng cái giáp đồng nghiệp phóng xạ, các anh chị phải thử công thức máu men gan bilirubin. Và trong quá trình điều trị, dặn bệnh nhân có sốt, có đau họng thì các anh chị phải thử lại tiếp trong quá trình điều trị, nhất là giai đoạn tấn công, xem coi có bệnh nhân có tăng men gan hay là giảm mạch cầu do thuốc kháng giáp tổng hợp hay không. Và nếu như đã là phẫu thuật thì các anh chị phải chọn phẫu thuật viên có tay nghề cao và cắt giáp toàn phần hoặc là cắt giáp trọn, gần trọn. Nếu gai thì không làm tăng nguy cơ ung thư, cũng như là những cái bệnh lý khác như là biến cố về tim mạch hay là mạch máu não hay là leukemia. Và trước khi chuyển bệnh nhân sang điều trị gai, các anh chị phải hướng dẫn bệnh nhân tường tận và chuẩn bị để cho đồng nghiệp của mình tiếp nhận bệnh nhân nhanh chóng và điều trị hiệu quả. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe các anh chị. Xin cảm ơn câu hỏi của em. Tức là em chưa có xét nghiệm bất thường về tuyến giáp? Dạ em xét nghiệm rồi, đó là trên giới hạn bình thường. Như vậy là đây là một phụ nữ mà cũng dưới 50 tuổi, anh chị thấy phụ nữ trẻ. Rồi cái thứ hai là trên siêu âm tuyến giáp có một cái nhân giáp không biết là kích thước bao nhiêu, nhưng mà chức năng giáp thì bình thường, lâm sàng thì có hồi hộp, có triệu chứng của cường giáp, thì nhìn thì không thấy lòi mắt. Thì các anh chị sẽ đặt ra vấn đề ca này có cường giáp hay không, mà lâm sàng có triệu chứng cường giáp, các anh chị nên thử T-sắt ST3, ST4. ST3, ST4 chứ mình đừng thử T3, T4 toàn phần, tại vì nó sẽ liên quan đến vấn đề cạnh tranh với cái gắn kết với hormone giáp, thì cái hormone tự do nó sẽ có giá trị hơn. Cái thứ hai nữa, nếu mà sau khi thử ST3, ST4 về bình thường, T-sắt bình thường rồi, đó là bình giáp rồi, thì các anh chị xem lại cái siêu âm tuyến giáp á, cái nhân giáp đó thường thường á, cái nhân giáp mà dưới 1 cm hay trên 1 cm đều có khả năng là carcinoma, không phải là hồ nha. Cái carcinoma này các anh chị sẽ phân tích trên cái siêu âm. Cái siêu âm nếu như cái nhân giáp này á trên 1 cm thì tỷ lệ carcinoma nó nhiều hơn bệnh nhân đặt. Mà nếu mà nó giảm phản âm, có vi mô hóa, có tăng sinh mạch máu và cái đường kính trước sau lớn hơn đường kính ngang thì nó sẽ gợi ý lên những trường hợp là nghĩ là carcinoma. Chỉ là phân tích thôi chứ không có nói gì cái này. Thì các anh chị lúc đó nếu như ngoài ra cái siêu âm nó hoàn toàn không có những tính chất đó thì chỉ là một cái nhân giáp bình thường thôi. Thì cái này sẽ coi lại em có tăng huyết áp hay không, xem lại coi những cái triệu chứng mà hồi hộp run tay này nè, đó là tăng cái catecholamin, mình coi lại cái những trường hợp có tăng huyết áp hay không, mình đi thăm dò những chuyện khác. Thì ngoài cái chuyện những cái triệu chứng của cường giao cảm, các anh chị thấy nó còn gặp trong những trường hợp ví dụ như là trong những trường hợp như là mình đau giáp có cao không, trong những trường hợp mà bú tủy thượng thận vậy đó, vâng em cho biết những phần đó. Huyết áp thấp, về run tay, em có sử dụng hormone giáp không? Không có sử dụng hormone giáp chắc là phải về khám lại cái triệu chứng cường giáp thôi.
kháng lại triệu chứng cường giáp có thực sự có rung tay không? Nếu muốn biết có rung hay không, mình sẽ để cái tờ giấy lên cái tay của mình coi rung. Như vậy trong những trường hợp đó, các anh chị có thể sử dụng một liều nhỏ ức chế beta để làm giảm các cái triệu chứng ngoại biên. Như vậy thì nhịp son chậm sao lại hồi hộp rung tay? Cái này nó hơi bị đối nghịch. Thành ra chắc cái gì để xem coi lại. Tức là những nơi giờ phân tích ra hết toàn bộ thì chỉ có triệu chứng lâm sàng là bất thường mạch chậm mà hồi hộp rung tay, ngoài ra thì không có bất thường gì chức năng tuyến giáp hết. Và siêu âm tuyến giáp là một cái nhân nhỏ mà nếu mà không có những cái gợi ý đó thì coi như mình bình thường. Dạ rồi, rồi cái này để cho mình giúp luôn. Nhưng mà em phải thử cái ST3, ST4. Nhưng mà mạch 60 thì coi như là loại rồi. Mạch là 60 thì loại bỏ rồi. Các anh chị biết là cái tình trạng cường giáp đôi khi các anh chị sẽ không gặp những cái triệu chứng mà rất là rõ ràng đâu. Và có lần tôi đã gặp đó, bệnh nhân cường giáp mà đi lộn qua khoa nội tiêu hóa là chẩn đoán là xơ gan, rồi sau đó qua cái khoa thận là gì suy thận mãn, hội chứng thận hư. Tức là bệnh nhân phù rất nhiều và khi khám không thấy một cái gì hết, tiểu đạm cũng không có, suy thận cũng không. Và bệnh nhân đặc biệt có một cái mạch nhanh khi nghỉ, và từ cái mạch nhanh khi nghỉ đó mà thử ra có cái cường giáp. Thì chắc trường hợp của em chắc phải khám cụ thể mới nói được. Chỉ một cái thông tin mà mạch 60 thì coi như loại đâu có cường giáp rồi ha. Rồi các anh chị còn câu hỏi nào nữa không ạ? Xin mời bác sĩ Nhung. Cái canxi toàn phần và canxi giao hóa nó khác nhau. Canxi toàn phần nó cũng gắn kết với lại cái albumin á, thành ra mình sẽ cái canxi giao hóa nó có chính xác hơn, nó sẽ chính xác hơn là cái canxi toàn phần. Tuy nhiên nếu mà mình đo canxi toàn phần mà mình thấy mà albumin máu mà bình thường thì có khả năng em sẽ tiên đoán là ngày hôm sau có thể bù cho bệnh nhân canxi tion sau khi phẫu thuật. Có thể diễn bù được nếu như bệnh nhân ngày hôm sau bù vài ngày để ngưng. Nhiều bệnh viện cũng đâu có đo được canxi giao hóa, mình có thể đo canxi toàn phần. Nếu như bệnh nhân này không có phù, không có thiếu amin máu thì coi như mình cũng lượng giá được là khả năng giảm canxi. Rồi xin mời các anh chị có câu hỏi, đặt câu hỏi. Các anh chị nhớ nha, mấy cái trường hợp mà giảm bạch cầu rất là đau thương, rất là đau thương và cũng đã tử vong nhiều ca gì đến khá trễ, và bệnh viện gia đình khoa nội tiết thận nhận rất nhiều những trường hợp đó. Mà nhiều khi mình phản hồi xuống tuyến dưới mình cũng phải tế nhị, tại vì các bác sĩ điều trị cũng phóng tay lắm, nhất là khi trình dược họ đi giới thiệu là 30 đến 40 microgram tirozone, sử dụng liều rất cao. Và nhắc lại lần nữa là thuốc này là có phụ thuộc liều và PTO không phụ thuộc liều. Ở cái liều mà tirozone mà liều cao á, thì các anh chị thận trọng giảm bạch cầu rất nhiều luôn. Và bệnh nhân tốn một cái lọ thuốc mà gram đó là tới 1.8 triệu, một ngày chích 2 lọ mà chích 10 ngày như vậy là thua rồi, không biết bao nhiêu tiền mà không biết là cái mạng mình nó còn hay không. Và ngoài ra khi bạch cầu giảm như vậy có khả năng nhiễm trùng, nằm trong môi trường bệnh viện, những trường hợp đó tụi tôi theo dõi sát sao lắm luôn, rất là sát. Thì mong là nghe cái bài này các anh chị sẽ giúp cho bệnh viện tuyến trên không có sai lầm những cái chuyện này, chỉ là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Các anh chị nhớ trước khi sử dụng kháng giáp tổng hợp các anh chị phải thử công thức máu men gan, và trong quá trình điều trị phải dặn bệnh nhân nếu có sốt có đau họng phải lập tức quay lại bệnh viện thử công thức máu men gan. Nhiều khi xui bệnh nhân quay lại không gặp đúng bác sĩ có cái nhìn nhận đó thì cho đi về nữa thì xui. Nó phải dặn người ta trước, người ta phải đòi nhập viện, có những trường hợp người ta phải đòi nhập viện luôn. Nó là như vậy. Các anh chị còn ý kiến gì không nữa? Dạ mời chị. Đúng rồi, trong thực tế lâm sàng tôi thấy là bệnh nhân mới vừa làm yếu đường điều phóng xạ chừng 2 tuần sau quay lại đã suy giáp rồi, thì cái liều đó như thế nào thì tại mình không chuyên, đồng nghiệp mình cho sao mình không biết. Nhưng mà thường thường á, là các anh chị thấy nãy là sau 1 năm thì bệnh nhân có suy giáp và tỷ lệ tăng lên 5% mỗi năm nữa. Nhưng gần đây tôi thấy là sau 2 tuần đến 1 tháng là bệnh nhân đã suy giáp và tỷ lệ sách tăng trên 100 luôn. Và những trường hợp đó các anh chị bùa con giáp luôn. Thì có khả năng là suy giáp thoáng qua, nếu sau đó các anh chị điều trị mà vẫn là tỷ lệ sách vẫn tăng kéo dài nữa, các anh chị chẳng nói là suy giáp vĩnh viễn, các anh chị bùa con giáp cho người ta. Và những trường hợp đó mình giải thích với bệnh nhân, mình giải thích bệnh nhân là trước đó là đưa đi làm cái phương pháp này để phá hủy mô tuyến giáp.
kiểm soát tình trạng cường giáp và chấp nhận suy giáp. Khi suy giáp rồi thì sẽ bù ở con giáp thay thế suốt đời, thì người ta sẽ không có bị sốc. Được không ạ? Nhưng mà nhắc lại lần nữa, khi mà các anh chị chuẩn bị chuyển bệnh nhân qua y tế tình nguyện quốc xã, các anh chị đừng sử dụng BTU, các anh chị lựa chọn MMI nếu như không có biến chứng gì. Và các anh chị chuẩn bị sẵn bệnh nhân ngưng cái gì có iốt trước hết đi. Ví dụ thuốc bổ nè, thuốc bổ rồi thạch nè, lugon nè, cọc đa rôn nè. Các anh chị sửa soạn hết cho ta. Nếu như bệnh nhân nó có uống cọc đa rôn, các anh chị phải điều trị nội khoa tiếp cho người ta đi. Bình giáp sau khi mà cọc đa rôn ngưng hết, ít nhất là 6 tháng, 3 6 tháng rồi ổn hết, các anh chị hãy chuyển bệnh nhân qua iốt đồng dưỡng sạc. Đừng để bệnh nhân bơ dơ. Và khi qua đó đồng nghiệp thì nay mới phát hiện ra cái còn ăn uống thuốc bổ có iốt nè, vài ba bữa hẹn quay lại tái khám lần hai, phát hiện ra bệnh nhân này còn uống lugon, còn uống ăn thạch, sau đó phát hiện ra cái ca này còn uống amiodarone, thì nó uống lỗi của mình. Các anh chị nghe bài này xong, các anh chị sửa soạn cho kỹ cho bệnh nhân hết. Và giống như cái ca những em mà bác sĩ hơn mà chuyển đi, tôi nói cái ca này em phải chuẩn bị rõ ràng hết, phải chuẩn bị đầy đủ hết. Thì nói là tại vì em không biết cái khuyến cáo ngưng MMI này như thế nào, chứ bên kia các đồng nghiệp nó biểu phải ngưng lâu lắm, phải 2-3 tháng thì không có. Các anh chị coi lại cái canal cập nhật mới đó, chỉ cần ngưng 3-5 ngày trước thôi, hoặc là 2-3 ngày thôi, sau khi làm biết đồng nghiệp muốn xạo quay về, các anh chị sử dụng sau 1 tuần là được rồi, không có vấn đề gì. Kháng chất tổng hợp không cần ngưng lâu, mà còn những cái chất có iốt thì phải ngưng lâu. Các anh chị còn ý kiến gì nữa không ạ? Xin mời các anh chị có ý kiến. Dạ, xin mời anh. Có chứng cường giáp rõ ràng. Dạ. FT3, FT4, FT5, rồi cái chế sắt thì mặc không. Dạ. Tháng đầu tiên thì tôi xài cái aerosol liều 20, 10 trong buổi sáng, 10 trong buổi chiều. Dạ. Thì tới tháng sau, cái FT3, FT4 nó có giảm xuống dưới mức bình thường. Nhưng mà cái chế sắt á, thì nó lên tới, nó lên có 0.06 thôi. Tới tháng thứ 2, tấm giảm liều thuốc xuống để duy trì thì 5 mg buổi sáng, 5 mg buổi chiều, tức là 10 thôi. Thì cái FT3, FT4 nó cũng giảm xuống lúc đó, nhưng mà cái sát nó lại lên tới 40 mà mấy luôn. Như vậy thì tôi có cần phải giảm điều cái tiroxol không, hay là phải xài thêm cái cái ca này các anh chị lưu ý ha, tức là lâm sàng có hội chứng cường giáp, thử tế sắt thấp, FT3 FT4 tăng cao, các anh không có thử kháng thể kháng rác, các anh chị điều trị liều tấn công đầu tiên là 20 mg một ngày, tiroxol ngày là 4 viên. Sau một tháng kiểm tra lại thì FT3 FT4 có giảm, tế sắt vẫn chưa về bình thường. Qua tháng thứ 3 thì tế sắt bắt đầu giảm liều, thì tế sắt bắt đầu tăng lên tới trên 40. Đó là một tình trạng suy giáp nguyên phát do quá liều kháng giáp tổng hợp. Các anh chị đặt lại vấn đề này, trường hợp này có phải là BASDO hay không, hay là viêm giáp, viêm giáp De Quervain hay viêm giáp Hashimoto, coi chừng là các anh chị chẩn đoán nhầm giữa một cái viêm giáp với lại một BASDO. Tình trạng cường giáp các anh chị thấy là sau sử dụng tiroxol, tình trạng bình giáp mà về khoảng 5 đến 6 tuần, nhưng mà chưa về bình thường hết. Tế sắt là thường thường nó sẽ bị ức chế rất lâu, tùy theo cái tình trạng nó bị ức chế trước đó lâu hay mau mà nó về bình thường nhanh hay chậm. Có khi tôi nói có khi 3 tháng, 6 tháng, 1 năm tế sắt mới về bình thường, nhưng mới qua tháng thứ 3 anh đã giảm liều mà tế sắt vẫn tăng. Các anh chị xem lại cái chẩn đoán của mình có phải là BASDO hay không, hay là viêm giáp De Quervain, hay là viêm giáp Hashimoto. Viêm giáp Hashimoto là một cái tình trạng viêm giáp tự miễn, đặc biệt việc là các anh chị sẽ thấy bệnh nhân cũng xảy ra người phụ nữ 30-50 tuổi có một cái tình trạng cường giáp nhưng có thể là thoáng qua. Thường thường thì tế sắt ít khi bị ức chế bằng không, nhưng mà trên thực tế lâm sàng tôi đã thấy là tế sắt bị ức chế rất thấp, thậm chí bằng không, FT3 muốn tăng rất cao. Trong trường hợp này anh nên thử kháng thể kháng microgen là anti-TBO. Nếu như anti-TBO trên 1000, anh phải xem lại cái chẩn đoán này là viêm giáp Hashimoto, và về lâu dài nó sẽ diễn tiến đến suy giáp. Trong trường hợp đó anh không có chỉ định sử dụng kháng giáp tổng hợp, có thể giai đoạn đầu sử dụng kháng giáp tổng hợp, sau đó anh chỉ sử dụng ức chế beta thôi, và sau đó anh sẽ ngưng chỉ điều trị triệu chứng ức chế beta, không sử dụng kháng giáp tổng hợp. Và trong những trường hợp khó nữa anh phải làm cái iốt đồng dưỡng phóng xạ để xem cái biểu đồ gắn kết như thế nào. Okay, trường hợp này tôi cũng lưu ý là khi mà mới có 3 tháng mà giảm liều xuống 10 mg, không thể nào vô suy giáp nhanh như vậy. Đó, anh phải lưu ý lại. Thì thường thường tôi hay gặp những phụ nữ trẻ mà bú giáp to, có khi sờ lỗ nhổn,
và ăn TPO tăng rất cao. Các anh chị sử dụng liều kháng nhất tổng hợp, qua một tháng là bệnh nhân vào suy giáp, gặp đi tháng thứ hai vô suy giáp rất rất nhanh luôn, thể sắt lên 40 thậm chí 100 đó. Thì những trường hợp đó các anh chị phải ngưng kháng nhất tổng hợp, sử dụng liều hormone giáp. Tuy nhiên có một cái điểm lưu ý, có những trường hợp viêm giáp Hashimoto mà nó mix, nó kết hợp với basdo, cái thể mix nó các anh chị sẽ rất khó điều trị, vừa basdo kháng thể kháng giáp tăng cao mà ăn TPO cũng cao luôn, thì các anh chị điều trị phải khéo, phải giải thích với bệnh nhân. Những trường hợp đó các anh chị chỉ cần nhích liều lên một chút xíu là bệnh nhân suy giáp mà giảm xuống như cường giáp, cả hai kháng thể đều tăng hết, thì các anh chị gặp một cái thể mix nhỉ rất là khó chịu. Tuy nhiên rồi điều trị mình làm rồi mình cũng sẽ thấy là nó sẽ hiệu quả thôi. Thì những trường hợp đó các anh chị cho siêu âm tuyến giáp xem có tăng sinh mạch máu hay không, và thử ăn TPO, cũng như là những trường hợp khó thì các anh chị làm cái biểu đồ độ tập trung y gió. Nhưng mà cũng nói với anh chị là cái độ tập trung y gió trong trường hợp basdo nó có gốc thoát, nó tăng cao, nó hấp thu nhanh rồi nó thải nhanh, nó có một cái gốc thoát. Nhưng những trường hợp mà bệnh nhân ăn muối gió nhiều nó bão hòa rồi đó thì nó không có gốc thoát đâu nha, nó không có hấp thu được mà nó thải nhanh vậy, nó bão hòa hết rồi. Thành ra những trường hợp đó các anh chị phải cho ngưng y gió, rồi các anh chị phải biết cách biện luận. Trường hợp này cũng không có gì khó khăn, anh có thể theo dõi lại. Về tirozone á thì các anh chị có thể sử dụng một lần một ngày cũng được, chứ không cần phải hai lần, nhiều khi bệnh nhân quên, bệnh nhân không tuân thủ được, tại vì nó tác dụng nó kéo dài 24 giờ. Tuy nhiên lại có nói trong những trường hợp cường giáp nặng, các anh chị có thể tách ra hai viên sáng hai viên chiều thì nó giải quyết được cái tình trạng cường giáp nặng nó nhanh hơn, nó mạnh hơn. Bởi vì người ta cũng nói là cái tirozone có thể nó không kéo dài đến 5-4 tiếng, nó khoảng 10 mấy tiếng thôi. Khi mà anh đã giảm liều xuống 5-10mg, 15mg, anh có thể uống một lần, không cần phải chia cử nữa thì nó hơi phiền toái, bệnh nhân hay quên. Nhất là 10mg thì các anh chị cho uống 2 viên một lần luôn. Cái kỳ sắp tới là ngày 25 tháng 11 thì tôi có cập nhật về điều trị suy giáp năm 2016, cũng theo khuyến cáo của ATA/ACE năm 2016 đó. Các anh chị có quan tâm mời các anh chị đến nghe, thì cái đó nó có nhiều cái thay đổi lắm, rất nhiều thay đổi mà các anh chị nghe, các anh chị sẽ điều trị cho những sản phụ có thai để tránh tình trạng gây suy giáp cho thai nhi và dẫn đến đần ở trẻ. Thì cái chuyên đề sắp tới ngày 25 tháng 11 cũng xin thông báo các anh chị như vậy. Các anh chị còn ý kiến gì nữa không ạ? Cái này thì trong cái hướng dẫn của ADA AAC 2016 cũng có nói đến cái chuyện này, thì người ta thấy là một số quốc gia người ta cũng làm chuyện đó, nhưng mà về tổng kết cái lợi thì không thấy, cho nên cũng không khuyến cáo sử dụng vừa kết hợp kháng giáp tổng hợp liều cao cộng với các hormone giáp để làm giảm tái phát, đúng không? Cái đó làm giảm tái phát, đó là cái nghiên cứu ở Nhật, thì gần đây thì người ta không thấy những lợi ích đó mà cho vậy rất là nguy hiểm. Khi mà cho vậy nhiều khi mình giải thích không kỹ, bệnh nhân không có quay lại rồi tự mua cái to đó uống, sau đó bệnh nhân rơi vào tình trạng cường giáp nặng. Thì cái đó không thấy khuyến cáo nữa, cũng lâu rồi. Hay bác sĩ Nhung ha. Nhắc các anh chị là khi mà chúng ta điều trị cái gì, chúng ta phải có chẩn đoán cho đúng, giống như cái trường hợp của anh bác sĩ nãy nói đó, chúng ta chẩn đoán đúng là basdo, thời gian điều trị là 2 năm, ít nhất là 2 năm hoặc là 12-18 tháng. Thường trong thực tế lâm sàng tôi theo cái trường phái châu Âu là sử dụng 2 năm, và trước khi tụi tôi ngưng thuốc tôi giảm liều dần, liều khởi đầu là 20mg MMI, sau đó giảm liều dần xuống 3 viên, rồi 2 viên, và ở cái thời gian mà 1 năm á, là tôi còn một viên, và tôi theo dõi cái kháng thể kháng ráp. Sau đó khi mà chuẩn bị đủ thời gian hết rồi, chuẩn bị ngưng thuốc, tôi giải thích với bệnh nhân là lần này phải thử xét nghiệm cao, nhiều tiền nha, siêu âm tuyến giáp nè, chức năng tuyến giáp nè, kháng thể kháng ráp nè, làm đầy đủ hết. Nếu như mọi cái về bình thường thì cho bệnh nhân ngưng thuốc, nhưng phải tái khám lại ít nhất là 3-6 tháng sau đó, vì cái thời gian 6 tháng đầu sau khi ngưng thuốc bệnh nhân cũng hay tái phát lắm. Thì các anh chị cứ làm kỹ vậy thì tôi thấy tỷ lệ tái phát không có cao. Cái tỷ lệ tái phát mà theo ATA đưa ra thấy cao đó, chứ còn thực tế lâm sàng mình làm đầy đủ nha, không thấy tỷ lệ tái phát cao, ít lắm, rất là ít. Kháng thể kháng ráp nếu như mà bệnh viện không có thì bệnh nhân có điều kiện mình gửi lên trên này thử, thì nó giúp cho mình rất nhiều cái hướng để mình tiên lượng là có tái phát hay không, và bệnh nhân có ổn trong quá trình điều trị hay không, và dự đoán ngưng thuốc có ổn hay không. Còn nếu như trường hợp mà không được á, thì các anh chị chỉ cần thử test sắt siêu nhạy ST3, ST4, siêu âm tuyến giáp, khám lâm sàng
Ngày xưa không có test sát siêu nhạy, tôi khám lâm sàng là chủ yếu. Ví dụ như tôi cho tháng đầu tiên tấn công là tiluzon 20mg 4 viên đi. Qua tháng thứ 3 tôi khám lại mạch huyết áp tương đối triệu chứng lâm sàng ổn hết. Tôi giảm liều xuống còn 3 viên. Và khi mà tôi giảm liều đến khoảng tháng thứ 4-5 thì tôi sẽ quan sát. Ví dụ như bệnh nhân, thường thường bệnh nhân mỗi lần đến khám tôi đo cái vòng cổ bắt mạch. Nếu như mạch nhanh lên, bệnh nhân khai là tăng cân lên, dòng cổ lớn ra và bệnh nhân táo bón là đã quá liều hormone giáp, các anh chị phải thử test sắt để đánh giá coi có suy giáp hay không mà giảm liều hormone giáp. Thì tôi làm vậy hồi xưa giờ đâu có kháng thể kháng ráp gì, nhưng y học ngày càng tiến bộ. Nếu có kháng thể kháng ráp các anh chị đo, các anh chị có thể gửi về medic cho bệnh nhân đi cũng dễ thôi. Thì khi mà các anh chị thấy tuyến giáp to mà kháng thể kháng ráp tăng cao và nó tồn tại kéo dài trong suốt quá trình điều trị, các anh chị tiên lượng cái ca này là nó sẽ tái phát và bất ổn nhiều, và hướng dẫn với bệnh nhân như vậy. Nhiều khi các anh chị phải tái phát đi tái phát lại nhiều lần dẫn đến rung nhĩ bị các biến cố về tim mạch, các anh chị phải chuyển đổi phương pháp cho bệnh nhân. Bú giáp lớn kháng thể kháng ráp tăng cao kéo dài, điều trị nội khoa thất bại mà cứ tái đi tái lại rồi dẫn đến rung nhĩ kia thì thôi chuyển sang phẫu thuật hoặc iốt đồng dược phóng xạ. Thì mình có được cái xét nghiệm đó sẽ tiên lượng cho mình một lượng giá cho bệnh nhân mà có cái hướng thay đổi điều trị thì nó đỡ hơn. Chứ còn bệnh nhân mà vô rung nhĩ mà trên 45 tuổi khó hồi phục lắm. Và các anh chị nhớ là trong quá trình điều trị, các anh chị hướng dẫn bệnh nhân đừng có ăn muối giót, đừng sờ nắng dùng cổ, những hạn chế tối đa những cái stress. Và tôi thấy có một số trường hợp các em thức khuya làm đề án, các em tái phát thường. Và có những trường hợp tôi bắt phải ngưng một năm luôn, không làm đề án ngưng, thì ca đó lại ổn định và cuối cùng đã ngưng thuốc được nay 5 năm rồi. Thì đó là những cái chuyện rất là nhỏ nhặt. Và trong quá trình điều trị, nhiều khi bệnh nhân ăn những cái đồ hộp đó, hay là cá, những cái loại cá mà cái trên cá nục của mình cũng nhiều iốt lắm đó. Hoặc là bệnh nhân ăn thạch hay gì đó có nhiều iốt thì nó dễ tái phát. Các anh chị lưu ý những cái mạng đó. Thì các anh chị sẽ điều trị thành công, hạn chế được tối đa. Hy vọng là các anh chị sẽ không làm một cái ca nào giảm bạch cầu khi nghe cái bài này, và một cái chia sẻ mà tôi rất là quan tâm vì nó liên quan đến vấn đề tính mạng của bệnh nhân. Khi bệnh nhân quay lại sốt, quay lại đau họng mà lại tiếp tục cho người ta uống cái liều cao như vậy mà không hề thử công thức máu, cũng không hẹn người ta nhập viện, thì cái đó thì do mình không biết thôi. Chứ còn nếu mình biết đó là một cái điều mà mình phải là lo và cấp cứu rồi đó. Cái ca đó sống là may. Mà nhiều ca vô khoa cũng sống, có những ca quá nặng, vô là tụt cái áp luôn thì tôi thua rồi. Nhưng có một cái ca mà vô tụt cái áp mà mổ thì cái ca đó phải nói là sống ngoạn mục, cái đó chắc cũng nhờ trời thôi. Chứ còn ca đó trẻ, cái ca đó là tiên lượng là tử vong, vô tụt cái áp phải trải qua một cuộc phẫu thuật và sau mổ phải thở máy, kháng sinh. Rồi sau đó lại nhập viện trở lại vì một lần giảm bạch cầu nữa, thì các anh chị thấy bệnh nhân nhiều khi cũng xui. Dạ, cảm ơn các anh chị.